chương 611, 616, đánh cướp bạo đánh. Chương 616, đánh cướp bạo đánh. Đỗ thiếu phủ hơi chút trong lúc sửng sốt. Kinh khủng kia hắc sắc cổ báo chính là đã đến trước người. Thần ảnh cấp tốc lui ra phía sau, phiêu hốt như thần. Đỗ thiếu phủ chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ. Lấy một loại huyền ảo khó lường độ cong cùng tốc độ nhanh như tia chớp tách ra. Chờ mắt nhìn đỗ thiếu phủ thân ảnh biến mất tại miệng hạ, kia vật sống hắc sắc cổ báo tựa hồ còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù diêu chấn thiên xí. Đỗ thiếu phủ tách ra, thân ảnh bay lượn, phù diêu chấn thiên xí thúc giục. Một tay giống như kim xí đại bàng một cánh phất tay mà xuống. Tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn lướt không hạ xuống. Bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi tịch quyển trời cao. Chính đang nghi ngờ hắc sắc cổ báo hư ảnh ánh mắt vào giờ khắc này bỗng nhiên đại biến kim sĩ sí đại bằng khí tức hạ trực tiếp run dày kịch liệt lộ ra sợ hãi ào ào phù diêu chấn thiên sĩ sí hạ hắc sắc cổ báo hư ảnh trực tiếp phá hủy dễ như trở bàn tay hóa thành phù văn trói mắt tán mở phốc suy thúc giục mạch hồn thanh niên sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch mở miệng ngụm lớn ân hồng tiên huyết dâng lên mà ra thân thể không lực theo giữa không trung rớt xuống thanh niên này mặc dù không có tạp đất dung núi chuyển mạch hồn trực tiếp bị chấn vỡ thương thế của hắn tại mọi người bên trong không hề nghi ngờ nhưng là nghiêm trọng nhất võ giả đến võ vương cảnh tầng thứ đem mạch hồn hóa hình dung nhập thần khuyết tẩm bổ mạch hồn uy năng thực lực càng cường nhưng nếu là bị trọng thương mạch hồn bản thể thương tổn cũng càng thêm cự đại vừa mới kia đồng bảng thanh niên mạch hồn còn bị đỗ thiếu phủ trực tiếp đập tan thương thế càng nghiêm trọng, tuy rằng còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Nếu là muốn một lần nữa ngưng tụ mạch hồn hóa hình, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản tình. Không gian xung quanh phù văn tiêu tán, bầu trời đêm lần thứ hai trở nên tối mờ. Mười cái đồng bảng cường giả cửu vương một chờ, không đến trong chốc lát. Liền dễ như trở bàn tay bị trọng thương, thậm chí chỉ có một có cơ hội thúc giục mạch hồn. Kết quả ngược lại là thương càng trọng có vài cá nhân nhưng thật ra rốt cục dãy giụa đứng lên vốn còn muốn thúc giục mạch hồn liên thủ liều mạng nhưng thấy đến người cuối cùng thúc giục mạch hồn sau kết cục nhất thời liền bỏ đi chú ý từng đạo ánh mắt nhìn lúc này kia giữa không trung tử bào thanh niên bối sau lưng một bả khoan kiếm hình dạng chi vật vừa mới trên người kia bá đạo ác liệt khí tức chẳng biết lúc nào đã thu liễm trong nháy mắt liền phong khinh vân đạm nguyên bản trong hai con người sắc bén khiếp người ánh mắt lúc này minh phát sáng sáng sủa cùng vừa mới quả thực chính là như hai người khác nhau vừa mới kia tử bào thanh niên quả thực chính là một tuyệt thế hung thú đáng sợ cực kỳ mà bây giờ kia tử bào thanh niên phong khinh vân đạm tựa như vừa mới xuất thủ căn bản cũng không phải là hắn cùng hắn chút nào không quan hệ đến lúc này mấy cái này đồng bảng bên trên thanh niên mới biết được này từ bào thanh niên tại sao lại một người ở chỗ này những thứ khác tân tấn nội tông đệ tử hầu như đều là ôm đoàn tổ đội nguyên lai like này từ bào thanh niên chính là tên biến thái căn vốn không sợ bọn họ suy đỗ thiếu phủ thân ảnh rơi trên mặt đất đêm tối lở mờ không gian hạ hồi mông không gian cũng không ảnh hưởng võ giả nhiều ít tầm mắt mắt nhìn xung quanh một cái máu me đầm đìa đồng bảng thanh niên minh phát sáng sáng sủa xong đồng tại hốc mắt bên trong tích lưu lưu chuyển động bờ môi hiện lên vui vẻ nói hỏi các ngươi một việc không biết trong tông có hay không quy định chúng ta cái này tân tấn nội tông đệ tử tại trọng nham không gian bên trong không được lấy đi đồng bảng đệ tử trên người năng lượng đồng phù quy định nghe vậy vết thương chồng chất mấy cái thanh niên nhìn nhau một cái trọng thương hoàng y thanh niên cắn răng nhìn đỗ thiếu phủ nói như thế không có Vậy cũng tốt ta có thể yên tâm. Đỗ thiếu phủ hít thở sâu một cái, như là thả lỏng một cái đại khí, bờ môi vui vẻ giạt rào. Sau đó quan sát hướng mọi người nói, đánh cướp. Đem các ngươi trên người năng lượng đồng phù giao ra đây. Bà bá, bá, theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống. Đừng nói là đã đứng dậy rồi mấy cái thanh niên ánh mắt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Ngay cả còn nằm trên mặt đất không bò dậy nổi toàn thân máu me đầm đìa mấy cái thê thảm đồng bảng bài danh thanh niên. Cũng là ánh mắt ngẩn ngơ, quả thực không tin mình cái lỗ tai. Người nói cái gì, người muốn năng lượng của chúng ta đồng phù. Rốt cục tối trước bị đỗ thiếu phủ thu thập kia đoàn y rắn chắc thanh niên, thê thảm gương mặt. Thần sắc vô cùng nghi ngờ nhìn đỗ thiếu phủ. Hết thảy thanh niên đều tưởng bản thân nghe lầm, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tại trọng nham không gian bên trong có tân tấn nội tông đệ tử. Dám muốn cướp đoạt đồng bảng cường giả. Lẽ nào ta nói không đủ rõ ràng sao, hiện đang đánh cướp. Đem các ngươi năng lượng đồng phù đều giao ra đây, nói cách khác. Liền đem các ngươi từng cái một tái hung hăng bạo đánh một trận. Đỗ thiếu phủ hướng về phía kia 10 cái đồng bảng thanh niên nhìn chằm chằm hai mắt mắng. Hai tay còn tính chất tượng trưng giá giá quả đấm. Giống như là đại nhân đang hù dọa không nghe lời tiểu hài tử, mà lúc này Đỗ Thiếu phủ kia một đôi quay tròn chuyển động ánh mắt. Sớm đã là nhìn chằm chằm về phía kia 10 cái đồng bảng thanh niên đầu vai chớ huy hiệu. Ở trong đó năng lượng đồng phù đối với Đỗ Thiếu phủ mà nói, tương đương với đã là của hắn rồi. 10 cái đồng bảng cường giả rốt cục đều bị dắt dìu nhau đứng lên. Từng cái một hai mặt nhìn nhau, tiểu tử, như ngươi vậy không phù hợp quy củ, chưa từng có ai dám." Đoản Y rắn chắc thanh niên cắn răng, "Hôm nay 10 cái đồng bảng cường giả bị một cái Tân Tấn Nội tông đệ tử trực tiếp cấp làm gục. Xuống, đã đầy đủ mất mặt rồi, nếu như trên người năng lượng đồng phù tối hậu còn bị Tân Tấn Nội tông đệ tử cấp phản đoạt này nếu như truyền ra ngoài. Bọn họ sau này không cần phải ngẩng đầu làm người rồi." Ầm đoàn y thanh niên cắn răng chính là lời nói vẫn chưa nói hết, đột nhiên. Một đạo tử sắc thân thể tàn ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là chỉ thấy kia đoàn y thanh niên thân thể lần thứ hai trực tiếp về phía sau chấn. Bay, nhất ngụm tiên huyết điên cuồng phun mà ra. Đỗ thiếu phủ thân ảnh cất bước đuổi sát mà đi. Nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi kia đoàn y thanh niên thân thể đập xuống địa phương sau ở chung quanh chín xong nghẹn họng nhìn chân chối vì đó sợ hãi trong ánh mắt. Trực tiếp ngang ngồi ở đoàn y thanh niên trên bụng, gọi ngươi không nghe lời, bạo đánh. Đỗ thiếu phủ trái câu quyền, phải câu quyền. Lập tức không chút khách khí rơi vào đoàn y thanh niên trong ngực cái cổ trên khuôn mặt. Phanh phanh phanh, từng quyền mưa xa hạ xuống, tuy rằng chưa dùng tới cái gì huyền khí, có thể tưởng tượng. Đỗ thiếu phủ vốn thể lực lượng đều là bực nào cường hãn từng quyền hạ xuống, kia đoàn y thanh niên trong miệng tiên huyết kèm theo nha sỉ trực phún. Nguyên bản có chút tuấn lãng gương mặt ngay lập tức sẽ sưng đỏ như là đầu heo một dạng. Sợ là cha ruột mẹ ruột lúc này đi lên cũng không nhận ra được rồi. Hiện tại có thể giao ra năng lượng đồng phù rồi sao? Liên tiếp mười mấy quyền hạ, đỗ thiếu phủ lúc này mới ngừng tay. Nhìn chằm chằm kia đoàn y thanh niên sưng đỏ gương mặt hỏi, trong tay còn dương lên nắm đấm rất có một khi không giao ra năng lượng đồng phù. Liền trực tiếp một quyền muốn nện ở mặt kia trên sống mũi cử động. Đừng đánh, rồi, ta giao, giao. Đoàn y thanh niên đứt quảng nói qua, đang khi nói chuyện. Trong miệng tiên huyết không cầm được chảy. Thế mới đúng chứ, bị thương không có, sớm giao ra đây rồi. Không lâu sau không cần bị đánh sao. Đỗ thiếu phủ nghe đoàn y thanh niên mà nói, lập tức thả đoàn y thanh niên khuôn mặt thần sắc lập tức biến hóa nhiệt tình, như là rất lâu không thấy lão bằng hữu một loại hoặc như là trưởng bối tại quan tâm hậu bối. Chỉ là lúc này Đoàn Y thanh niên nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt, nhưng là còn như gặp quỷ một loại nhất thời thủ ấn ngưng kết huy hiệu bên trong. Liên tiếp móc ra không dưới 80 tấm năng lượng đồng phù giao cho Đỗ thiếu phủ. Trên đầu vai huy hiệu sau đó cũng thay đổi thành màu đỏ. Có còn hay không năng lượng đồng phù rồi? đỗ thiếu phủ đối với kia đoàn y thanh niên hỏi đồng thời đưa tay liền đem kia đoàn y thanh niên trong tay năng lượng đồng phù ôm đồm vào trong tay chính mình như là bảo vệ cho bảo vật giữ tại tay chung không có huy hiệu bên trong chỉ có tối hậu một chương năng lượng đồng phù rồi đoàn y thanh niên ánh mắt đối với đỗ thiếu phủ lộ ra e ngại chi xác này từ bào thanh niên tuyệt đối là một cái nói trở mặt liền trở mặt chủ trở mặt so lên lật sách còn nhanh hơn nếu như không nghĩ qua là tái chọc phải người này sợ là không thiếu được còn muốn chịu một trận bạo đánh tối hậu một chương giao ra đây đỗ thiếu phủ nghe vậy nhất thời hướng về phía đoàn y thanh niên gào khóc nói tối hậu một chương năng lượng đồng phù cũng là năng lượng đồng phù a à. mũi nhỏ nữa cũng là thịt lấy đỗ thiếu phủ tính cách như thế nào sẽ bỏ qua đoàn y thanh niên tự hồ là không nghĩ tới trước mắt này từ bào thanh niên dĩ nhiên liền tối hậu một chương năng lượng đồng phù cũng muốn cướp đoạt phải biết rằng bọn họ coi như là cướp đoạt tân tấn nội tông đệ tử năng lượng đồng phù dựa theo trong tông quy củ đó cũng là cần lưu hạ tối hậu một chương năng lượng đồng phù chỉ là hơi sững sờ đoàn y thanh niên lập tức cũng là không thể không thành thật liền giao ra huy hiệu bên trong tối hậu một chương năng lượng đồng phù hắn sẽ không hoài nghi nếu là hắn không giao trước mắt này từ bào thanh niên tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt theo tối hậu một chương năng lượng đồng phù giao ra đoàn y thanh niên đầu vai màu đỏ huy hiệu bên trong hồng sắc quang mang tiêu tán huy hiệu ám nhạt không sắc. đỗ thiếu phù tiếp nhận đoàn y thanh niên trong tay tối hậu một chương năng lượng đồng phù lúc này mới hài lòng cười sau đó nghiêng người mắt nhìn mặt khác chín người nói các ngươi thì sao, bản thân chủ động giao ra đây. Vẫn là cần ta tiếp tục bạo đánh các ngươi một hồi đây. Chín người khuôn mặt lập tức biến sắc nghe đỗ thiếu phủ. Tự hồ là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bọn họ tiến nhập trọng nham không gian bên trong sau. Lời như vậy nhưng là một cái cái cũng nói thật là nhiều lần. Chẳng qua mọi người nhưng là không nghĩ tới, này cũng không đến bao lâu bọn họ vị trí hiện tại liền đổi rồi, một năm trước, tại trọng nham không gian bên trong. Bọn họ cũng là như thế bị đệ tử cũ cấp đoạt. Chương 612, 617, một người tốt. Chương 617, một người tốt. Ta giao, nhìn thấy kia đoàn y thanh niên kết cục mọi người như thế nào còn dám không giao. Từng cái một lập tức theo đầu vai huy hiệu bên trong móc ra mấy chục tấm khác nhau năng lượng đồng phù nhiều nhất một cái thanh niên mặc áo lam ước chừng hàng trăm tấm năng lượng đồng phù toàn bộ giao cho đỗ thiếu phủ từng cái một cũng không cần đỗ thiếu phủ tái thanh minh một lần huy hiệu bên trong một tờ cuối cùng năng lượng đồng phù thành thật giao ra từng viên huy hiệu lập tức trở nên ảm đạm không sắc mười cái thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi ủy khuất vốn là bọn họ tới cướp đoạt tân tấn nội tông đệ tử ai biết này vừa mới bắt đầu này liệp giả cùng con mồi vị trí cũng đã điều quay lại. Coi như là tại một năm trước bọn họ bị những thứ kia hiện tại ngân bảng bên trên gia hòa cướp. Đoạt có thể một năm trước những thứ kia hiện tại ngân bảng bên trên gia hòa. Ít nhất là tốt xấu còn lưu cho bọn hắn tối hậu một chương năng lượng đồng phù. Nhưng bây giờ, trước mắt kia hung hãn tử bào thanh niên. Dĩ nhiên ngay cả tối hậu một chương năng lượng đồng phù cũng không phóng quá. Này 10 cái đồng bảng thanh niên trên người năng lượng đồng phù. Trên thực tế tiến nhập trọng nham không gian bên trong sau. Bình quân một người cũng chính là cướp đoạt rồi hai đến ba cái tân tấn nội tông đệ tử mà thôi. Cộng lại không đủ 20, 30 tấm năng lượng đồng phù. Còn dư lại đều là trên người mình nguyên bản thì có. Nhưng những này đồng bảng bên trên thanh niên khi tiến vào trọng nham không gian trước như thế nào sẽ nghĩ tới sẽ phải gánh chịu đến kết quả như thế, dĩ nhiên bị cướp đoạt rồi. Còn bị bạo đánh một hồi. Này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối là mất mặt vứt xuống tám đời tổ tông nơi ấy đi. Hắc hắc, Đỗ Thiếu phủ từng thanh năng lượng đồng phù trực tiếp thu vào bản thân càn khôn đại nội. Cũng không có lập tức phóng tiến huy hiệu bên trong, mang trên mặt thỏa mãn vui vẻ. Ánh mắt lúc này lại còn vẫn chăm chú vào rồi 10 cái đồng bảng thanh niên trên người. Cổ Thiên Tông đồng bảng đệ tử, Càn Khôn đại trung phải có bảo vật đi." Đỗ Thiếu phủ càng là nhìn chằm chằm kia 10 cái thanh niên, thì càng có loại không nhịn được nghĩ muốn cướp đoạt Càn Khôn đại xung động. Tại Đỗ Thiếu phủ trong lòng phòng Trừng Trung, Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử, vẫn là đồng bảng bên trên cường giả, Càn Khôn đại trung nhất định là có giá trị không nhỏ. Nếu như mình có thể trực tiếp cầm, đây tuyệt đối là đại phát một khoản. "Cô cô, chỉ là loại ý nghĩ này mặc dù đang đỗ thiếu phủ trong lòng kịch liệt dũng suất tối hậu cũng là bị đỗ thiếu phủ cưỡng ép nuốt đầy miệng nước bọt đè ép xuống nghĩ ban đầu ở thiên vũ học viện bên trong thời gian bản thân cầm chấp pháp đội càn khôn đại kết quả thế nhưng rước lấy không ít phiền phức đây chính là đường đường cổ thiên tông vẫn là cẩn thận một chút tốt bởi vậy đỗ thiếu phủ cũng không khỏi không bỏ qua cái kế hoạch này ai thở dài một hơi sau, nhịn xuống xung động trong lòng. Tối hậu đỗ thiếu phủ không thể không nghiêm túc đối với xung quanh 10 người nói. Các ngươi cố gắng dưỡng thương, ta đi trước. Các ngươi bị ta cầm năng lượng đồng phù chuyện tình, ta sẽ cho các ngươi bảo mật. Miễn cho truyền ra ngoài các ngươi sẽ mất mặt. Nghe đỗ thiếu phủ, này mười cái đồng bảng thanh niên trên khuôn mặt ánh mắt hung hăng co giật. Thời khắc này thật đúng là cảm giác trước mắt tử bào thanh niên người tốt những lời này đơn giản là thật tâm thật ý tốt cho bọn họ. Siêu, thoại âm rơi xuống, đỗ thiếu phủ bàn chân huyền khí lướt động. Thân ảnh nhất thời lướt không tiêu thất. Hô, nhìn đỗ thiếu phủ thân ảnh biến mất không thấy. Mười cái đồng bảng bên trên thanh niên lúc này mới hoàn toàn thở ra một cái. Giống như là đưa đi một cái ôn thần. Sau đó mười người hai mặt nhìn nhau, từng cái một cơ hồ là sắp khóc, chuyện này là sao? Thân là đồng bảng bên trên cường giả, bọn họ vốn là tiến đến chuyên môn sửa chữa những thứ kia tân tấn thái điều. Ai biết tối hậu bọn họ từng cái một bị sửa chữa vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả trên người gốc gác đều bị phản đoạt. Đặc biệt kia đoàn y thanh niên, lúc này một khuôn mặt sưng như là đầu heo. Trong lòng rất hối hận, sớm biết. Nên nghe kia tử bào thanh niên nói nước giếng không đáng sông thủy rồi. Ai có thể để cho bọn họ ngay từ đầu nghĩ người này cái kẻ ngu si đây? Tiểu tử kia tên gọi là gì? Mười người trầm mặc một hồi, một cái thương thế hơi chút nhẹ một chút thanh niên nói. Không biết, bất quá luôn sẽ có nhân chừng trị hắn, nếu như đánh lên duẫn mạc trần. Kỳ Âu Minh, còn có ti nhược phong bọn họ, chính là tiểu tử kia xui xẻo thời gian. Một cái vết thương chồng chất thanh niên oán hận nói. Lúc này cũng chỉ có thể đem chỉnh đốn kia tử bao tiểu tử hy vọng ký thác vào những đồng bảng đó. Khủng bố chi chủ trên người rồi. Trong màn đêm, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ly khai, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng sợ trêu chọc tới người khác. Đồng bảng tu vi, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không sợ. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không cho là hết thảy đồng bảng thượng người. Cũng chỉ là võ vương cảnh sơ đăng tu vi thực lực. Đồng bảng bài danh tại trường 30 dịch hiên đã võ vương cảnh huyền diệu. Có thể tưởng tượng những thứ kia xếp hạng thứ 10 đồng bảng người thực lực tuyệt đối là kinh khủng sáng sớm bình minh qua đi ánh nắng sớm tại đây trọng nham không gian bên trong nhưng là cũng nhìn không thấy chút nào dấu vết màn đêm nhạt đi không gian này bên trong vẫn là hôi mông âm trầm bao la hùng vĩ quần sơn đầy chọc hoàng thổ từng cái cự đại nham thạch ngang ở phía xa còn như ngọn núi nhỏ oanh giữa không trung gió nổi mây phun không gian rung động trên bầu trời có bảy cái thanh niên cùng một cô gái ngăn trở ở rồi cả người hình béo ị thanh niên trước mặt kia khí tức kinh người chính là chín người này làm cho phóng thích mà ra khiến cho xung quanh rung động mập mạp này thanh niên mặt không chỉ có tròn còn lớn hơn ánh mắt hơi hư mị ánh mắt liền lập tức có thể hít lại thành một cái tuyến trên mặt thịt đôi giống như một cái đoàn mỡ thịt hướng dưới cổ chuồn mất thoạt nhìn làm cho cái cổ vừa thô lại ngắn một tầng đang đắp một tầng thịt tựa như trùng trùng điệp điệp gợn sóng, mập khiến người ta xem qua khó quên. Theo huy hiệu nhìn lên, mập mạp này thanh niên tất nhiên là cổ thiên tông tân tấn nội tông đệ. Tử, bất quá kỳ quái mập mạp này lúc này là một người, cũng không có cùng nhân tổ đội. Tám cái thanh niên nam nữ chung, một cái thanh niên gầy gò ngạo nghễ mà đứng. Quan sát mập mạp kia thanh niên nhẹ giọng quát lên, tiểu bàn tử. Không thành thật điểm giao ra năng lượng đồng phù, vậy chờ bị thu thập đi đại gia ngươi ta ghét nhất bị người khác gọi ta mập mạp, sẽ không cho ngươi có thể thế nào? Muốn năng lượng đồng phù sao, có bản lĩnh tới đại gia ngươi trong tay tới cầm. Mập mạp thanh niên tuổi không lớn lắm, tối nhiều cũng chính là 18 đến 19 tuổi hình dạng. Tự hồ là bởi vì trên khuôn mặt đều là thịt quan hệ. Thoạt nhìn còn có một tia tính trẻ con không cởi hình dạng, một ngụm một cái đại gia. Nhưng là không chút khách khí. Mập mạp chết bầm, ngươi thiếu sửa chữa mập mạp thanh niên một ngụm một cái đại gia. Làm cho như vậy thanh niên gầy gò nhất thời sắc mặt xanh đen âm trầm. Thân ảnh trực tiếp ngang nhảy qua mà ra. Võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ cơ hồ là tới gần võ vương cảnh đỉnh phong tu vi bạo trào tịch. Quyển, trong tay một đạo trưởng ấn. Hướng về phía mập mạp kia thanh niên trực tiếp liền đánh xuống. Nghĩ động đại gia ngươi, ngươi còn chưa đủ. Mập mạp thanh niên hét lớn một tiếng, quanh thân huyền khí dũng suất đem thân thể nhất thời bao quanh, xa xa nhìn qua. Huyền khí còn như trói mắt khói xương bao phủ ngút trời mà xuất này cùng lúc. Thủ ấn ngưng kết, hữu trưởng đột nhiên trở nên trói mắt lên. Giống như bị trói mắt phù văn bao vây. Mập mạp thanh niên trưởng ấn đẩy rời đi, xung quanh trong thiên địa năng lượng. Cũng là mắt trần có thể thấy trực tiếp trào vào trưởng ấn bên trong làm cho kia trưởng ấn từ từ bắt đầu trở nên trong suốt dậy lên, trên đó lan tràn mà ra uy năng. Khiến người ta nhìn vô cớ sợ hãi. Cổ minh ấn, mập mạp này dĩ nhiên tu luyện thành cổ minh ấn. Nhìn thấy mập mạp xuất thủ, mặt khác kia mấy cái đồng bảng thanh niên nam nữ đều là lập tức xác. Mặt hiện lên lên kinh ngạc biến hóa. Mập mạp thanh niên trưởng ấn đẩy rời đi, nhất thời đối chàng tại người trước trưởng ấn bên trên. Bành! hai trưởng đối tràng, năng lượng trầm đục truyền ra, phía dưới núi đá sụp ra. Mặt đất sơn băng địa liệt phụ cận toái thạch cùng cho bụi toàn bộ bị vén bay lên trời cao. Xì xì xì, như vậy đối tràng hạ kia đồng bảng bên trên cường giả dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau ba. Bước sắc mặt cũng là lập tức lộ ra khiếp sợ. Mập mạp kia thanh niên chỉ là lui về phía sau một bước mà thôi con bà nó không gì hơn cái này khi ngươi đại gia dễ khi dễ sao mập mạp thanh niên thân ảnh lui ra phía sau một bước sau lập tức lại là hét lớn một tiếng ngược lại là trực tiếp chủ động đánh về phía rồi kia thanh gầy đồng bảng thanh niên mà đi phất tay run lên hai tay bên trong từng người một thanh vòng tròn lớn chùy nắm chặt này vòng tròn lớn chùy rất đặc biệt ước chừng là có dài nửa trượng phía trước tròn trùy bộ phận mặt trên còn có vô số phù văn lóe lên gai ngược còn như lang nha bổng một loại nếu là trực tiếp rơi vào trên thân người sợ là không bị tạp thành bánh thịt trên người cũng sẽ nhiều hơn mấy cái lỗ máu tới ầm mập mạp thanh niên hoành không mà ra phất tay vung lên đại trùy phù văn lóe ra điên cuồng mãnh liệt trực tiếp hướng về phía kia thanh niên gầy gò đánh tới đột nhiên này biến hóa, làm cho thanh niên gầy gò cũng là thần sắc nhất thời ngưng trọng. Trong tròng mắt có quang hoa lóe ra, sau đó trở nên ác liệt dậy lên. Cấp tốc thủ ấn biến hóa, thanh niên gầy gò lần thứ hai ngưng kết thành một đạo trưởng ấn. Cầu thông không gian xung quanh thiên địa năng lượng, ầm ầm hướng về phía mập mạp thanh niên đại trùy vỗ tới. Ầm, trưởng ấn đánh ra, hùng hồn huyền khí nhất thời còn như hồng thủy chút xuống bộc phát ra không gian xung quanh gợn sóng liên tiếp nhộn nhạo. Trong không gian đều là bộc phát ra sắc bén khí bạo thanh. Ầm ầm, như vậy đối chàng bên trong giữa không trung phù văn ngập trời. Dắt liền khi đến không gian mảng lớn mặt đất khe rãnh bị vỡ ra đi. Đạp đạp, mập mạp thanh niên vốn cũng không phàm. Lúc này cộng thêm đại trùy kia rõ ràng là đến phù khí tầng thứ, còn chưa phải là phù khí. Nhất thời đem kia thanh niên gầy gò hung hăng đẩy lui rồi hơn 10 bước. Xùy, mà đang ở này sát na, mập mạp thanh niên đẩy lui đồng bảng bên trên thanh niên gầy gò sau. Kia thân thể mập mạp nhưng là còn như một tia nhanh như thiểm điện, trực tiếp đào tẩu. Chương 613, 618 âm hiểm mập mạp. Chương 618 âm hiểm mập mạp. Mập mạp kia thanh niên nguyên bản nhìn tựa hồ là muốn liều mạng cái thế lúc này lại xoay người bỏ chạy, chuồn mất so lên thỏ còn nhanh hơn. Này tiểu bàn tử quả muốn chạy. Chỉ là mập mạp thanh niên đánh chú ý không sai. Xung quanh lược trận mặt khác bảy cái đồng bảng thanh niên nam nữ cũng không phải bình thường. Ngồi không, vốn là một mực đề phòng mập mạp thanh niên đào tàu, bởi vậy ngắn ngủi sát na. Bảy người sớm liền làm tốt chuẩn bị, bảy đạo thân ảnh cũng là nhanh như thiểm điện lướt ra. Trực tiếp đem mập mạp thanh niên bao quanh tại bao quanh trong vòng mập mạp chết bầm lại vẫn muốn chạy trốn mập mạp chết bầm này thực lực thật đúng là không yếu không nghĩ tới đến võ vương cảnh sơ đăng theo chẳng lẽ là kia tại vài người vương nhân kiệt bên trong một người trong đó sao mập mạp này phải là bốn người kia vương cùng mười một người kiệt bên trong một cái bảy cái đồng bảng thanh niên nam nữ đem mập mạp thanh niên xúm lại ở chính giữa nhìn thấy mập mạp thanh niên thực lực ánh mắt cũng là đều lộ ra vẻ cảnh giác mập mạp chết bầm này không kém. Vừa mới bị mập mạp thanh niên đẩy lui thanh niên gầy gò lúc này đuổi theo. Sắc mặt hơi mang một chút tái nhợt, nhìn mập mạp thanh niên ánh mắt không nữa coi thường. Ngược lại là ám tự dũng xuất rồi có chút kiêng kỵ. Cùng nhau sửa chữa, mập mạp chết bầm này đích xác không kém. Xung quanh số nhân gật đầu, cũng đều trong lòng rõ ràng trước mắt mập mạp này đích thật là khó. Đối phó, suy suy thoại âm rơi xuống, lấy kia một cái vừa mới có làm cho thua thiệt thanh niên gầy gò dẫn đầu. Bốn người đồng thời đi ra. Oanh, bốn cổ võ vương cảnh sơ đăng khí tức bạo dũng xuất. Sau đó bốn cổ công kích cơ hồ là cùng lúc lướt ra, sau đó bao phủ mập mạp mà đi. Hừ, vây công sao, muốn đại gia ngươi năng lượng đồng phù, vậy cũng phải bỏ ra chút đại giới. Mập mạp thanh niên quan sát bốn người vây công mà đến hai tay nắm trong tay một đôi phù khí đại trùy hư mị trong đôi mắt nhãn thần bắt đầu lăng lệ thoại âm rơi xuống mập mạp thanh niên mãnh liệt một bước bước ra hai tay run lên một đôi đại trùy phía trên cấp đang tuôn ra cuồn cuộn huyền khí phù văn năng lượng còn như lưỡng đạo diệu nhật tái hiện kinh người huyền khí ba động từng cơn tịch quyển ra sau đó tầng tầng lớp lớp chính là công kích hướng về phía trong đó tả hữu lưỡng đạo công kích kỷ cùng với cùng lúc mập mạp đã câu thông trên người võ mạch thúc dục mạch hồn. Thần khuyết bên trong, trói mắt phù văn dũng động, tối hậu hóa thành một cự điểu hư ảnh. Này cự điểu hư ảnh khổng lồ, triển khai song xí còn như che khuất bầu trời. Khoác một thân còn như bạch sắc sóng hoa bạch sắc lân giáp, giống như bạch ngọc. Cự điểu tái hiện, song xí cao tốc tung bay, mỏ nhọn lợi chảo Khí tức kinh khủng tự thể nội tịch quyển, còn như bão táp, triển khai song xí ẩm ẩm hướng về phía phía trước lưỡng đạo công kích ngang quét mà đi ngân giáp cổ điểu mập mạp này mạch hồn dĩ nhiên ngân giáp cổ điểu mặt khác lược trận bốn người nhìn thấy lúc này mập mạp thúc giục mạch hồn nhịn không được trên khuôn mặt ánh mắt đại biến ngân giáp cổ điểu đây chính là thiên thú bảng thượng yêu thú huống chi này ngân giáp cổ điểu thế nhưng thưa thất hết sức đồn đãi thời đại thượng cổ có ngân giáp cổ điểu đỉnh phong thời kỳ thời điểm đó ngân giáp cổ điểu có thể cùng hồ tộc những yêu thú đó đại tộc so sánh với vai. Từng cỗ một công kích tại giữa không trung sau đó chính là va chạm vào nhau. Tia sáng trói mắt kích xạ, phủ văn lóe ra. Năng lượng kinh khủng ba động tại mắt trần có thể thấy hạ điên cuồng tịch quyển khuếch tán ra. ầm ầm trầm thấp minh phát sáng trầm đục thanh bên tai không rớt. Mảng lớn đại địa lúc này đều còn như địa chấn run dày hạ không trên mặt từng cái mặt đất vết nứt còn như mạng nhện lan tràn băng liệt mở. Đạp đạp, năng lượng kinh khủng khuếch tán hạ, mập mạp thân thể liên tiếp đẩy lui. Gào gừ, thu hống tiếng hi, i, i, âm thanh. Bị ngân giáp cổ điểu hư ảnh công kích hai cái võ vương cảnh sơ đăng đồng bảng thanh niên. Lúc này thúc giục từng người mạch hồn. Một hắc sắc đại viên cùng một nâu sắc giáp hùng rít gào mà ra hai mạch hồn yêu thú hư ảnh bên trên uy áp lan tràn. Tuy rằng không có đến thiên thú bảng thượng tầng thứ, nhưng tuyệt đối là địa thú bảng bên trên bài danh tối vi gần trước tồn tại. Hai người thúc giục mạch hồn, giết gào kinh thiên, đang công kích tới trước bị ngân giáp cổ điểu chống đỡ sau. Sau đó điên cuồng mãnh liệt đụng vào ngân giáp cổ điểu hư ảnh bên trên. Ầm ầm, ba con cự đại mạch hồn hư ảnh liên tiếp đối tràng, hư ảnh va chạm viên hống gấu gào cổ điều tiếng hi, y, y y âm thanh, khí thế khủng bố làm cho chu không run rẩy Phanh phanh, thời gian ngắn, mập mạp lần thứ hai bị lúc trước kia hai cái võ vương cảnh sơ đăng đồng bảng Thành niên vây công, hai người này từng người móc ra bất phàm phù khí, sợ là đến thượng phẩm tầng thứ tình trạng. Từng cỗ một công kích tại giữa không trung nhộn nhạo lên trận trận phù văn gợn sóng. Toàn bộ bao phủ mập mạp mà đi. Phanh phanh song quyền nan địch bốn tay, đều là võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi. Mập mạp lúc này thế nhưng bị bốn người vây công rốt cục không đỡ được. Thân thể bị năng lượng đem tịch quyền đến, liên tiếp đẩy lui. Gào gừ, cách đó không xa mập mạp ngân giáp cổ điểu hư ảnh mạch hồn. Ở đó đối phương hai mạch hồn hư ảnh dưới sự công kích cũng là rơi vào hoàn cảnh xấu. Suy lạp rốt cục một gấu chảo chộp vào rồi ngân giáp cổ điểu hư ảnh bên trên vỡ ra mảng lớn phù văn làm cho ngân giáp cổ điểu tiếng hi i i âm thanh không ngớt phóc suy mập mạp trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra mạch hồn bị thương đối với võ vương cảnh tu vi tới nói không phải chuyện đùa nhất thời sắc mặt ngưng trọng thủ ấn ngưng kết cấp tốc đem ngân giáp cổ điểu mạch hồn thu hồi mập mạp chết bầm cho ngươi kiêu ngạo Tiếng hét lớn vang vọng, thanh niên gầy gò mượn cơ hội này khi lấn thân mà lên. Một đạo trưởng ấn hung hăng vỗ vào mập mạp trên lưng. Bành, huyền khí bạo phát, chỉ thấy mập mạp kia thân thể mập mạp. Tại vừa mới tiếp xúc được kia thanh niên gầy gò kia ẩn chứa cuồng bạo huyền khí trưởng ấn sau, thân thể chính là trị lạc xuống trực tiếp cắm mặt đất đảo bắn ra ngoài. Xì xì xì, làm kia thân thể mập mạp sát mặt đất bay ngược hơn 10 trượng sau mập mạp kia đầy thịt mỡ thân thể mới trực tiếp đụng vào một khối ước chừng hơn 10 trượng cao. Trên tảng đá ổn định, công kích nham thạch ầm ầm rung động dạn nứt xuất vết nứt. Phóc suy, mập mạp sắc mặt trắng bệch đỡ sau lưng cự thạch dãy rùa đứng lên sau. Trong miệng lại là một ngụm máu tê phun ra, lấy vẩy một cái bốn, hắn khiêng không được. Siêu siêu, bốn bóng người hạ xuống, khí tức dũng động trước thanh niên gầy gò mắt nhìn lúc này máu me đầm đìa bị sửa chữa một bữa mập mạp. Xanh đen trên mặt rốt cục lần thứ hai toát ra rồi có chút vui vẻ. Bờ môi mang nhàn nhạt trêu tức nói, mập mạp chết bầm. Hiện tại có thể giao ra năng lượng đồng phù rồi sao? Mập mạp dùng ống tay áo lau khóe miệng tiên huyết sau, mắt nhìn thanh niên gầy gò. Cắn răng ngạo nói, ta ghét nhất bị có nhân gọi ta mập mạp, ngươi nếu như cầu ta ta có thể suy nghĩ cho ngươi mập mạp chết bầm ngươi còn thích ăn đòn ngươi này không đến hoàng hà tâm bất tử thanh niên gầy gò sắc mặt hơi đổi cũng không ngại tiếp tục tái bạo đánh mập mạp kia thanh niên một hồi quên đi không phải là muốn năng lượng đồng phù sao ta hào phóng điểm cấp ngươi chính là tự hồ là còn thật là có chút sợ cái này đồng bảng thanh niên tiếp tục động thủ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt mập mạp tâm thần khẽ động thủ ấn ngưng kết theo huy hiệu bên trong trực tiếp móc ra 8 tấm năng lượng đồng phù liền đổ cho kia thanh. Niên gầy gò, đối với mập mạp đột nhiên thái độ chuyển biến. Kia thanh niên gầy gò nhận lấy mập mạp ném ra năng lượng đồng phù sau. Trong lòng có chút nghi hoặc, vốn tới này thanh niên gầy gò còn muốn trêu tức một cái mập mạp sau. Tiếp tục ác độc mà trừng trị một chút mập mạp này. Ai biết mập mạp này đột nhiên liền cải biến thái độ giao ra năng lượng đồng phù. Điều này làm cho cho hắn hiện tại ngược lại là tìm không được cớ gì tới thu thập mập mạp này. Rồi, rượu mời không uống uống rượu phạt coi như ngươi thức thời. Thanh niên gầy gò chừng mập mạp một cái, cũng chỉ có thể thôi. Dù sao cũng đã thu thập mập mạp này một bữa, chính là cùng mọi người nhìn nhau, dự định rời đi. Bỗng dưng, ngay lúc bảy nam tử hán một nữ tám cái đồng bảng cường giả dự định rời đi thời gian, ngay lúc mập mạp phía sau dạn nứt ra vết nứt cự thạch sau. Một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm truyền ra, người mập mạp chết bầm này. Người có điểm tiền đồ được chưa? Không phải luôn miệng nói ghét nhất bị người khác gọi người mập mạp sao? Còn tưởng rằng muốn liều mạng đánh một trận đây, thế nào đột nhiên liền nhận túng? Quá làm cho ta thất vọng rồi. Thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, sau đó cả người tử báo sau vai còn đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm chi vật thanh niên đi ra. Thanh niên 17 đến 18 tuổi hình dạng, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, vài tóc mai buông xuống vai. Ánh mắt bất đắc dĩ rơi vào kia vết thương chồng chất mập mạp trên người. Bá bá, theo này thoại âm rơi xuống cùng tử bào thanh niên đi ra sau, bào quát mập mạp kia. Chín người ánh mắt đều là đồng loạt liền rơi vào tử bào thanh niên trên người. Từng cái một lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng là ám tự hơi kinh ngạc kinh ngạc. Có nhân một mực ẩn thân tại cự thạch sau. Trong bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện. Mọi người đều không phải tục người, có nhân ẩn thân tại bọn họ dưới mí mắt. Bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện. Như vậy chính là chỉ có lưỡng chủng có khả năng, một kia thanh niên tu vi mạnh hơn qua bọn họ quá nhiều hoặc là kia thanh niên có cao thâm thu liễm khí tức thủ đoạn. Cho nên bọn họ mới không nhân phát giác ẩn thân dưới mí mắt. Mập mạp kia hít lại thành một đường may hai mắt kinh ngạc nhìn tử bào thanh niên. Ngay coi rõ ràng kia tử bào thanh niên hình dạng sau, hơi sững sờ. Hai mắt đều là trợn lớn hơn không ít, sau đó nhưng là hồi thần. Nhìn kia tử bào thanh niên ánh mắt nhíu, nói, ngay từ đầu muốn đánh là bởi vì ta không thể nhận kinh sợ, đường đường nam tử hán, liền có cái nam tử hán dạng tử. Đánh không lại cũng muốn đánh. Tử bào thanh niên chính một buổi tối đến này địa đỗ thiếu phủ. Cướp đoạt rồi kia mấy cái đồng bảng bên trên bài danh thanh niên sau. Chính là muốn muốn ở phụ cận đây nghỉ ngơi một hồi. Chương 614, 619, lưới trời lồng lộng. Chương 619, lưới trời lồng lộng dù sao bên trong không gian này chạy xa cũng vô dụng mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa chỉ là ngay đỗ thiếu phủ ở đó cự thạch sau nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu thời gian mấy người này liền xuất hiện một hồi náo nhiệt không liếc không nhìn bởi vậy đây cũng là đỗ thiếu phủ hiện tại mới hiện thân nguyên nhân ánh mắt nhìn mập mạp kia bĩu môi tiếp tục hỏi có thể ngươi đánh như thế nào đánh sẽ không đánh cũng quá nhanh liền nhận túng ta đây thế nhưng náo nhiệt còn không có xem qua nghiện a à. ngay từ đầu muốn đánh bởi vì ta là nam tử hán hiện có ở đây không đánh là bởi vì hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. nghe vậy mập mạp không khỏi chừng đỗ thiếu phủ một cái đối với đỗ thiếu phủ lật một cái liếc mắt nói biết rõ đánh không lại ta còn đánh ta lại không phải người ngu không phải là mấy chương năng lượng đồng phù sao cùng lắm thì vòng kế tiếp ta vô pháp tham gia dù sao cũng hơn bây giờ bị đánh được huống chi bị đánh còn không gánh nổi năng lượng đồng phù nói thật giống như có điểm đạo lý nghe này lời của mập mạp đỗ thiếu phủ dĩ nhiên có một loại không nói phản bác cảm giác mập mạp này nghĩ nhưng thật ra rất hiểu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt bọn họ mấy người kia ta đều nhất nhất nhớ kỹ tu vi đơn đả độc đấu cường bất quá đại gia ta chờ ra trọng nham không gian sau thiên vũ quảng trường thượng đơn đả độc đấu ta từng cái một giết chết bọn họ thoại âm rơi xuống mập mạp trên mặt lộ ra vui vẻ chỉ là nụ cười kia rơi vào lúc này kia bảy nam tử hán một nữ tám cái đồng bảng cường giả trong mắt nhưng là có chút trong lòng vô cớ sợ hãi kia lời của mập mạp bọn họ thế nhưng rõ ràng nghe được đích xác đơn đả độc đấu hạ bọn họ bất kỳ một cái nào thật đúng là không có nắm chắc ngăn chặn mập mạp kia thiên vũ quảng trường thượng quy củ bọn họ thế nhưng biết nếu là gia trọng nham không gian mập mạp kia tại thiên vũ quảng trường thượng khiêu chiến bọn họ bọn họ nếu không dám ứng chiến trước không nói không thể cự tuyệt coi như là có thể cự tuyệt sợ là sau này không mặt mũi thấy người nếu như đến lúc đó lên trời võ quảng trường tám người này lúc này nghe kia lời của mập mạp trong lòng liền rất rõ ràng, sợ là mập mạp kia tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá bọn họ. Thời khắc này đỗ thiếu phủ ánh mắt đánh giá trước mắt mập mạp. Ở trong lòng không khỏi nhớ lại mạnh lai like tài tới. Mập mạp này cùng mạnh lai like tài hai người mập không sai biệt lắm. Bất quá mạnh lai like tài thuộc về cái loại này tiếu lý tàng đao nham hiểm. Trước mắt mập mạp này, nhưng là điển hình tỷ tất báo, còn mang hồ ly âm hiểm nếu ai đắc tội mập mạp này sợ là nhất định sẽ đau đầu hậu quả khẳng định nghiêm trọng nghĩ cách ngược lại không tệ bất quá ta nếu như bọn họ trước ở bên trong này hảo thu thập ngươi một hồi không thể cho ngươi ba năm 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 đều không biện pháp tìm phiền toái đỗ thiếu phủ mỉm cười đối với mập mạp thanh niên nói ngươi này hại ta a à. nghe vậy mập mạp nhìn đỗ thiếu phủ nhất thời kia đầy mặt đều là thịt trên mặt sắc mặt liền trở nên khó coi. Quả nhiên, theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống. Kia thanh niên gầy gò chờ đồng bảng bên trên cường giả. Ánh mắt nhất thời liền nhìn chằm chằm về phía mập mạp. Kia tử bào thanh niên nói tuyệt đối là nhắc nhở bọn họ. Cùng với đến lúc đó tại thiên vũ quảng trường thượng bị mập mạp kia báo thù. Vậy còn không như trực tiếp tại đây trọng nham không gian bên trong nhượng mập mạp kia ba năm. Năm năm tài năng khôi phục ba năm 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 sau đến lúc đó thực lực của bọn họ cũng có thể lần thứ hai tiến bộ coi như là mập mạp khôi phục sau kia khó mà tìm bọn họ báo thù tiểu tử này nhưng thật ra người tốt nói không sai trước hảo hảo tái chỉnh sửa một hồi mập mạp chết bầm này hảo miễn cho đến lúc đó lưu phiền phức thanh niên gầy gò nhìn đỗ thiếu phủ lộ ra vui vẻ đỗ thiếu phủ nói thật đúng là nhắc nhở bọn họ không sáng ý đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ nâng liếc liếc kia thanh niên gầy gò nói dùng của ta biện pháp thế nhưng phải trả giá thật lớn như vậy đi giao ra các ngươi trên người năng lượng đồng phù ta để các ngươi đối phó mập mạp này hảo nghe vậy tám cái đồng bảng thanh niên nam nữ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc từng đạo ánh mắt đều là nghi ngờ nhìn tại đỗ thiếu phủ trên người tiểu tử đầu ngươi không tật xấu chứ Thanh niên gầy gò nhìn đỗ thiếu phủ, ánh mắt hơi chút cảnh giác nhìn. Một mực vô pháp theo dõi xuất kia tử bào thanh niên khí tức trên người. Nhượng hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Bất quá nhìn tử bào thanh niên niên kỵ tựa hồ so lên mập mạp kia còn muốn nhỏ một chút. Thực lực mạnh đến đâu lại có thể cường đạo chạy đi đâu. Bởi vậy này thanh niên gầy gò cũng liền bớt phóng túng đi một chút kiêng kỵ, nói tiểu tử nhìn ngươi nhắc nhở ta, giao ra trên người ngươi năng lượng đồng phù liền lăn đi. Ta cũng không thu thập ngươi. Đầu ngươi mới có mau bệnh, cả nhà ngươi đầu đều có mau bệnh. Chỉ là kia thanh niên gầy gò tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một đạo chu lên tiếng hét lớn chính là che giấu thanh âm của hắn. Một đạo tử bào thân ảnh hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn nhanh như thiểm điện đến trước người. Hắn, ầm, sau đó người trước còn không có toàn bộ hồi thần lại, bao vây lấy kim sắc quang mang một quyền. Cũng đã trực tiếp đập vào trên ngực của hắn. Phốc suy, trong miệng tiên huyết phún ra đồng thời. Thanh niên gầy gò thân thể trực tiếp hoành phi hơn 10 trượng. Tối hậu hung hăng đập xuống tại mặt đất chấn vỡ không ít mặt đất vết nứt cùng nham thạch. Đối với trước mắt đột nhiên phát sinh một màn. Xung quanh số nhân thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, thậm chí có nhân xoa xoa mắt còn cho là mình nhìn lầm rồi sự thực liền xảy ra trước mắt kia thanh niên gầy gò trực tiếp bị đánh bay chính ngụm lớn thổ huyết đây sợ là thương khẳng định không nhẹ mập mạp lúc này ánh mắt hư mị nhãn thần có chấn động mới là nhưng là cũng không có vô cùng kinh ngạc tiểu tử này rất mạnh mau liên thủ trấn áp thời gian ngắn kia sáu nam tử hán một nữ bảy cái đồng bằng cường giả theo trong rung động hồi thần lại, nhất thời bảy người đồng thời mà động trực tiếp lướt về phía rồi đỗ thiếu phủ. Cũng không phải bình thường giống đối phó mập mạp kia giống nhau là bốn người. Lúc này thế nhưng bảy người đồng thời liên thủ. Bảy người lướt không mà ra, phù văn bạo phát, huyền khí tịch quyền. Có trong tay người còn nắm lấy rồi phù khí. Trực tiếp đối chàng hướng về phía đỗ thiếu phủ mà đi. Bảy người liên thủ, khủng bố công kích tịch quyền, làm cho này âm trầm hôi mông không gian vào lúc này đều là nhộn nhạo lên từng đợt kịch liệt điên cuồng mãnh liệt gợn sóng. Cả cái chu không đang run rẩy có vạn trượng quang mang đang tuôn ra. Kia hạo đẳng khí thế phá hủy trấn áp hết thảy hướng về phía đỗ thiếu phủ tịch quyển bao phủ. ầm ầm phía dưới mặt đất từng cái mặt đất vết nứt trực tiếp băng toái nứt ra, bảy người liên thủ. Thực lực tuyệt đối khủng bố. Lúc này mập mạp kia thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời hư mị thành một cái sao bên trong cặp mắt ánh mắt cũng là ngưng trọng không khỏi vi đỗ thiếu phủ hít vào khí lạnh ám tự bốc lên rồi mồ hôi lạnh ầm ầm khủng bố công kích tịch quyền mặt đất không gian đều ở đây rung động nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay lúc từng đạo công kích liên thủ cuốn tới thời gian bỗng dưng đỗ thiếu phủ phất tay run lên lòng bàn tay bên trong một cỗ ngập trời tia sáng trói mắt lan tràn mà ra một chương trung phẩm đạo khí ngư võng bảo vật xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong Ngư võng phía trên sóng năng lượng, khí tức lộ ra cổ lão Năng lượng kinh người ba động nhộn nhạo, sau đó hóa thành một mảnh phù văn khoách tán mở Giống như là muốn che khuất bầu trời một loại trực tiếp đem phía trước mảng lớn công kích bao Phủ trong đó, này ngư võng chính đỗ thiếu phủ lúc trước theo cổ thiên tông thứ 8 kiểm tra khảo hạch bên trong khu vực đạt được luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên võng trung phẩm tầng thứ đạo khí phần phật thiên võng phía trên một cỗ năng lượng đáng sợ tràn ngập giống như biển rít gào một loại kèm theo tiếng chuông thanh không ngừng truyền đến đem bảy người kia công kích bên trong bao phủ trong đó mà sau sẽ bảy đạo công kích toàn bộ chấn diệt ở trong đó thiên võng phía trên trói mắt phù văn giống như đại dương bành trướng trong thời gian ngắn đem mảng lớn không gian tràn ngập không tốt trung phẩm đạo khí mau lui lại bảy người sắc mặt đại biến cấp tốc bạo lui nhưng này thiên võng đã che khuất bầu trời bao trùm xuống bảy người tại bạo lui chính là bị tầng tầng lớp lớp năng lượng gợn sóng quét chúng ẩn chứa một loại phù văn năng lượng tràn ngập thiên địa năng lượng quỷ dị làm cho bảy người căn bản là không có cách tránh thoát mau liên thủ oanh phá đạo khí này bảy người sắc mặt hoảng hốt từng cỗ một thể nội huyền khí toàn bộ toàn lực bộc phát ra phù văn lướt động giống như một đoàn chói mắt rượu nhật quang mang tản mát ra vạn sợi may mắn khí cuồn cuộn bay lên trói mắt dị thường gào gừ rít gào kinh lôi cuồn cuộn không ngớt bảy cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi đều là liều mạng toàn lực làm thúc giục bảy con khủng bố khổng lồ mạch hồn yêu thú hư ảnh đem thiên võng cũng là kiếm lớn không nhỏ lưới trời lồng lộng, chấn áp. Đỗ thiếu phủ nhạt nhạt quát nhẹ, thủ ấn ngưng kết kia che khuất bầu trời thiên võng phía trên. Nhất thời bạo phát đáng sợ uy áp, nhất thời có chói mắt hào quang dâng lên. Điềm lành vung vãi trời cao, dâng lên vô tận phù văn. Đáng sợ thiên võng đem phía dưới bao phủ, làm cho chu không rung động. Thiên võng trói buộc hết thảy, đem bảy người kia mạch hồn yêu thú hư ảnh cùng bảy người trực. Tiếp chấn áp trong đó. Đỗ thiếu phủ vốn tới thực lực cũng đủ để chính mặt đối kháng võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Lúc này đỗ thiếu phủ hơn nữa trung phẩm đạo khí thiên võng. Kia bảy cái đồng bảng bên trên võ vương cảnh sơ đăng tu vi tuy rằng thực lực rất mạnh. Thiên tư bất phàm nhưng cùng đỗ thiếu phủ này biến thái so sánh với. Nhưng là có thể tưởng tượng được. Không tốt, bảy người sắc mặt đại biến, trần áp trói buộc chi hạ, không thể phản kháng kia ngư võng đạo khí khoách tán khủng bố ba động, hào quang vô tận. Thôn nạp vạn vật một loại tối hậu trực tiếp đem bảy người trấn áp trói buộc khó mà dãy dụa. Bảy người từng cái một mạch hồn, cũng là không thể không trực tiếp thu vào thần khuyết bên trong nếu là mạch hồn bị hủy. Bọn họ sẽ càng thêm thê thảm. Suy lạp, một chương ngư võng lan tràn phù văn quang mang, đem bảy người gắt gao bao phủ bao quanh trong đó giống như là bao phủ bảy cái cá lớn rớt ở trên mặt đất. Bảy người thân thể gắt gao trói buộc cùng một chỗ, phù văn trấn áp. Căn bản là không có cách thoát thân. Chương 615, 620 trực tiếp lấy hết. Chương 620 trực tiếp lấy hết. Cô cô, một màn này mập mạp thanh niên thế nhưng vẫn luôn là để ở trong mắt. Mắt thấy đến bảy cái võ vương cảnh tu vi liên thủ công kích thúc dục mạch hồn tối hậu cũng bị thành thật sinh cầm kia hư mị còn như sao hai mắt chừng mơ hồ uyển chuyển tròn tối trước bị đỗ thiếu phủ trọng thương kia thanh niên gầy gò cũng không biết khi nào dãy giụa bò dậy sắc mặt trắng bạch khóe miệng máu me đầm đìa nhìn này đỗ thiếu phủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên trấn kinh ngây dại tại chỗ gương mặt ngạc nhiên đỗ thiếu phủ không để ý đến bị thiên võng trói buộc bảy người mà là đến kia thanh niên gầy gò bên cạnh nhìn kia chấn kinh đồng bảng thanh niên rất là nhiệt tình cười nói. Đem ngươi năng lượng đồng phù cho ta đi. Vết thương chồng chất thanh niên gầy gò này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn gần ngay trước mắt đỗ thiếu phủ, hung hăng chấn kinh rồi một cái. Theo bản năng lui về phía sau một bước, mà sau sẽ mới vừa từ mập mạp trên người cướp đoạt tám tấm còn không có thu tiến huy hiệu bên. Trong năng lượng đồng phù từ trong lòng móc ra sau, liền lập tức giao cho đỗ thiếu phủ. Đỗ Thiếu phủ không khách khí nhận lấy thanh niên gầy gò đưa tới năng lượng đồng phù. Nhìn thanh niên gầy gò tiếp tục nói, "Còn ngươi nữa huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù. Toàn bộ giao ra đây. Đó là của ta năng lượng đồng phù, không phải mập mạp kia." Thanh niên gầy gò cho rằng Đỗ Thiếu phủ muốn thay mập mạp kia xuất đầu. Nhất thời lắc đầu nói với Đỗ Thiếu phủ, "Huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù." Thế nhưng chính hắn cùng tại đây trọng nham không gian bên trong cướp đoạt tới. Cũng không phải bình thường mập mạp kia, ta đánh cướp muốn sẽ là của ngươi năng lượng đồng phù, mau giao ra đây đi. Đỗ Thiếu phủ hướng về phía thanh niên gầy gò liếc một cái. Người đánh cướp, thanh niên gầy gò sững sờ, sau đó vậy cơ hồ là trắng bệch trên mặt vừa kéo. Nhìn chằm chằm hai mắt kinh ngạc trong lúc nhất thời tựa hồ là luôn cảm giác không đúng chỗ nào, đầu óc chưa tỉnh hồn lại. Trực tiếp ngốc trệ, cách đó không xa kia kinh ngạc mập mạp sửng sốt sau. Ngay lập tức sẽ chạy tới đỗ thiếu phủ bên cạnh, ngang đầu nói với đỗ thiếu phủ. Người sẽ không thực sự muốn cầm năng lượng của bọn họ đồng phù. Chúng ta thế nhưng tân tấn nội tông đệ tử. Trong tông có quy củ nói là tân tấn nội tông đệ tử. Không thể cầm đồng bảng đệ tử năng lượng đồng phù sao? đỗ thiếu phủ đối với mập mạp hỏi chuyện này mập mạp ánh mắt suy tư một hồi trong đầu đem hết thầy tông quy đều hồi tưởng một lần sau đối với đỗ thiếu phủ lắc đầu nói hình như là không có như vậy quy củ kia không thì phải dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ đoạt năng lượng của chúng ta đồng phù chúng ta thì sẽ không thể đoạt năng lượng của bọn họ đồng phù đỗ thiếu phủ đối với mập mạp thanh niên hỏi lại một bộ lão khí hoành thu hình dạng đúng, ta thế nào liền không nghĩ tới, xem ra ta còn là quá đơn thuần. Mập mạp rất nghiêm túc dung đùi đắc ý rồi một hồi, khe khẽ thở dài. Sau đó hai mắt chính là hung hăng nhìn chằm chằm kia thanh niên gầy gò, khiển trách. Đánh cướp, mau giao ra năng lượng đồng phù. Bằng không đại gia ngươi không ngại hảo hảo thu thập ngươi một hồi. Thoại âm rơi xuống, mập mạp không lo nổi bản thân sắc mặt trắng bạch còn một bộ hư nhược hình dạng, cũng là cuốn lên tay áo, một bộ liền đánh nhau hình dạng. Hừ, thiếu uy hiếp ta, này trọng nham không gian bên trong. Các ngươi những này thái điểu còn dám phiên thiên không được, tự có nhân sẽ thu thập các ngươi. Thanh niên gầy gò trong mắt có sợ hãi. Lúc này dĩ nhiên cũng bị hai cái tân tấn nội tông đệ tử cướp đoạt này nếu như truyền ra ngoài. Sợ là sau này không mặt mũi thấy người, cũng không khỏi không cắn răng cự tuyệt thoại âm rơi xuống này thanh niên gầy gò còn bỏ thêm một câu có bản lĩnh các ngươi giết rồi ta ta xem các ngươi cái này ôi trao tay mơ cũng không dám đi không bằng đại gia nước giếng không đáng sông thủy thế nào bằng không sau này có các ngươi hối hận thời gian làm sao bây giờ bằng không tái chỉnh sửa một lần mập mạp nghe kia thanh niên gầy gò lập tức có chút hơi khó lên thật đúng là không dám giết này thanh niên gầy gò trước không nói tại trọng nham không gian bên trong này khảo hạch không oán không cừu đại gia vẫn là đồng môn huống chi ở bên trong này nếu như giết người sợ là sau khi ra ngoài trong tông cũng sẽ không có quả ngon ăn đánh người nhiều không có tố chất đỗ thiếu phủ trắng mập mạp thanh niên một cái sau đó nhạt nhạt liếc kia thanh niên gầy gò nhếch miệng cười nghiêm túc hắn không giao ra chúng ta liền đem hắn cấm chế phong ấn sau lột sạch quần áo phóng ở đó trên tảng đá lớn không biết trước đây có người hay không tại đây trọng nham không gian bên trong thoát quang quá ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới nhìn nghe đỗ thiếu phủ kia thanh niên gầy gò sắc nhất thời liền trở nên vô cùng độ khó coi ánh mắt ám tự rung động bôi qua sợ hãi không tự chủ được lui về phía sau hai bước nói tiểu tử ngươi dám có cái gì không dám đây cũng không phải ta lần đầu tiên khô đắng đỗ thiếu phủ không có hảo ý cười lại chuyện này ban đầu ở thiên vũ học viện thời gian cũng đã đã làm có thể không có gì có dám hay không hừ hừ tiểu tử thiếu làm ta sợ ta cũng không phải bình thường hù dọa lớn mắt nhìn đỗ thiếu phủ thanh niên gầy gò còn thật là có chút không tin một cái tân tấn nội tông đệ tử thật đúng là dám ngất trời không được hắn tuyệt đối không phải hù dọa lớn suy suy thanh niên gầy gò tiếng nói vừa mới hạ xuống trước mắt đột nhiên hoa một cái một đạo tử bao thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi trước người của hắn số đạo chỉ ấn hóa thành phù văn nhanh như thiểm điện rơi vào trên người của hắn hóa thành phù văn cấm chế phong ấn xuất thủ tự nhiên là đỗ thiếu phủ trọng thương chi hạ này thanh niên gầy gò sao có thể né tránh ngay lập tức sẽ bị trực tiếp cấm tại tại chỗ thể nội huyền khí trên người huyệt khiếu đều bị cấm chế phong ấn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng đạo tiếng hét lớn mang hoảng hốt truyền ra, thanh niên gầy gò ánh mắt sợ hãi. Hắn thấy được lúc này kia tử bào thanh niên dĩ nhiên trực tiếp tại phá áo của hắn. Ba lần hai trừ hai, trên người của hắn một món trường sam cùng thiếp thân áo trong trực tiếp bị. Kia tử bào thanh niên dã man xé thành rồi mảnh vụn, sau đó toàn thân mát lạnh, thời gian ngắn. Ngoại trừ sau một món quần đùi hồng ở ngoài, chính là trần chuồng tinh quang mà đứng. Ta mẹ ruột, mà lúc này mập mạp gần trong gang tấc nhìn thấy tình cảnh này. Một cái đồng bảng bên trên cường giả, dĩ nhiên thực sự đã bị tiểu tử kia trực tiếp lấy hết. Cũng chỉ có thể ở trong gió lộn xộn. Cô cô, thiên võng bên trong, lúc này kia bảy cái bị trấn áp đồng bảng cường giả. Nhìn thấy kia thanh niên gầy gò quần đùi hồng, kia ánh mắt đều phải chừng xuất hốc mắt từng cái một đảo nuốt nước bọt kia từ bào thanh niên thực sự đem một cái đồng bảng cường giả trực tiếp lột sạch suy suy đỗ thiếu phủ không có nhìn nữa kia thanh niên gầy gò một cái thu hồi thiên võng thả ra kia tám cái đồng bảng người ánh mắt nhìn trăm trăm tám người nói các ngươi thì sao giao ra trên người năng lượng đồng phù vẫn là cùng hắn kết cục một dạng ta giao, ta giao tám người bên trong duy nhất một cô gái lúc này nơi nào còn dám do dự. Nếu là nàng cũng bị kia hỗn trướng tiểu tử lột sạch. Nàng cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì tính. Ngay lập tức sẽ theo huy hiệu bên trong móc ra tất cả năng lượng đồng phù. Chúng ta giao, ta giao, nhìn thấy nàng kia đã móc ra năng lượng đồng phù. Còn dư lại sáu đồng bảng thanh niên như thế nào dám không giao kia thanh niên gầy gò kết cục thế nhưng liền xảy ra trước mắt lập tức từng cái một đều là giao ra huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù huy hiệu bên trong tất cả năng lượng đồng phù ta đều muốn một chương cũng không chuẩn lưu đừng làm cho ta lấy hết các ngươi đỗ thiếu phủ cực kỳ thiện ý nhắc nhở mọi người mà sau sẽ một sấp một sấp năng lượng đồng phù cộng lại không thua mấy trăm tấm toàn bộ thu vào ngực mình kia đồng bảng bên trên tám người lúc này trên đầu vai huy hiệu đã một mảnh ảm đạm sắc mặt càng là một khối thanh một khối đỏ mập mạp ở một bên nhìn ánh mắt sửng sốt một chút hắn chưa từng có nghĩ tới tại trọng nham không gian niết lại vẫn có thể làm như vậy hài lòng làm xong đây hết thầy, đỗ thiếu phủ đối với tám người mỉm cười nhiệt tình bảo đảm nói cũng là ngươi thông minh yên tâm đi các ngươi năng lượng đồng phù đều giao cho ta chuyện này, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Vài canh giờ trước ta cũng vậy như thế đáp ứng 10 người kia. Tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết năng lượng của bọn họ đồng phù đều giao cho ta. Cho nên, ta cũng sẽ thay các ngươi bảo mật. Nghe đỗ thiếu phủ, tám người có loại khóc không ra nước mắt xung động. Không ngờ như thế còn không hết bọn họ một đội người bị phản đoạt. Này từ bào thanh niên vài canh giờ trước liền đoạt mặt khác 10 cái đồng bảng thượng người rồi. Sau đó 7 người con mắt thay đổi, tự hồ là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây là tiểu tử kia nói có thể bảo mật sao, nếu như tiểu tử này có thể bảo mật. Bọn họ hiện tại làm sao sẽ biết còn có người bị phản đoạt. Nghĩ vậy, mấy người này nhất thời sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Người quần đùi hồng nhưng thật ra rất đặc biệt, lẽ nào hiện tại ngươi niên kỷ 24 rồi sao? Đỗ thiếu phủ quay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn vậy cũng chính ở trong gió sốc sách quần đùi. Hồng thanh niên, từ tốn nói, không biết hiện tại có thể hay không đem năng lượng đồng phù giao. Cho ta, không giao cho ta mà nói cũng không có quan hệ. Ta bố trí cấm chế phong ấn có thể không phải người bình thường có thể giải khai. Người liền ở ngay đây mặt chờ đến lúc đó, trong tông cường già tới tìm ngươi hảo. Năng lượng đồng phù giao cho ngươi, mau thả ta, phóng rồi ta. Thanh niên gầy gò chu lên, trong mắt đầy hoảng hốt, hắn là thực sự sợ. Trước mắt này từ bào thanh niên chính là ác ma, không có chuyện gì tình hắn làm không được. Ai, sớm điểm giao ra đây, không lâu sau chuyện gì cũng không có sao. Đỗ thiếu phủ tiếc hận một tiếng, giải khai thanh niên gầy gò cấm chế trên người phong ấn. mười 616, 621, tư mã đạp tinh. mươi 621, tư mã đạp tinh thanh niên gầy gò lập tức nhặt lên trên đất áo vụn bào bên trên huy hiệu. Vội vã gần trăm tờ năng lượng đồng phù giao cho đỗ thiếu phủ. Sau mới từ càn khôn đại nội lập tức tìm ra một món áo khoác che kín thân thể. Một khuôn mặt chết cho một mảnh. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi bảo mật miệng của ta tối chặt. Thu lên năng lượng đồng phù, đỗ thiếu phủ hài lòng cười, thoại âm rơi xuống, sẽ không dừng lại. Trực tiếp ngây ngang mà đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu phủ rốt cục rời đi, mấy cái này đồng bảng bên trên bài danh bất phàm thanh niên. Từng cái một dĩ nhiên trong lòng có một loại đưa đi ôn thần cảm giác. Mắt nhìn Đỗ Thiếu phủ nghênh ngang mà đi, một cái hoa phục bất phàm thanh niên ngẩng đầu. Nhìn Đỗ Thiếu phủ bóng lưng, hơi cắn răng, lớn tiếng hỏi, có thể hay không lưu hạ danh hào? Cũng tốt biết, chúng ta hôm nay rốt cuộc là mới tại trong tay của người nào? hắn gọi đỗ thiếu phủ các ngươi nếu muốn báo thù sợ là không hy vọng gì mập mạp nhìn kia hoa phục thanh niên trả lời lập tức ánh mắt liếc liếc xung quanh kia từng cái một sắc mặt thanh hồng trắng bạch đồng bàng thanh niên nam nữ đây chính là đất thị phi không thích hợp ở lâu ngay lập tức sẽ theo đuôi đỗ thiếu phủ thả người rời đi sáng sớm không lâu sau cổ thiên tông bên trong làm thiên lộ ra cao ngất cự đại quần phong làm theo dương hạ mấy khối bạch vân tại sơn phong bỏ ra vân ảnh quần phong chi nhọn bên trên bị một đám mây xa lượn lờ sườn núi cảnh sắc động nhân trọng nham không gian bên ngoài không xa trên một ngọn núi mười cái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ đều là gương mặt vui vẻ hắc hắc đỗ thiếu phủ tiểu tử kia phỏng chừng đã bị ti nhược phong mấy người bọn hắn thu thập chứ đó là đương nhiên ta thế nhưng nghe nói ti nhược phong Kỳ Âu Minh mấy người bọn hắn đều là sớm liền thương nghị qua. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia động đồng bảng thượng người, trọng nham không gian bên trong. Tự nhiên là phải thật tốt chỉnh sửa đỗ thiếu phủ tiểu tử kia. Có ti nhược phong mấy người bọn hắn xuất thủ, cái này tự nhiên là thắng chắc, ha ha. Cái này thanh dương trưởng lão sợ là muốn thua táng ra bại sản rồi. Mấy cái trưởng lão mắt lộ ra mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ giạt giáo nghĩ vài ngày sau có thể kiếm một món hời, tâm tình thật tốt. Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Khôn trường lão chờ cũng ở đây trong đó. Nghe có trưởng lão nghị luận, trong lòng cũng là càng ngày càng kiên định. Bọn họ đặt tiền cược bảo vật, sợ là lập tức liền muốn gấp bội rồi. Hồ Tam Khôn trường lão các loại, bọn họ cũng chính bởi vì tại trước đó cũng nghe đến tiếng gió thổi. Nghe nói lúc này đây đồng bảng bên trên kia mấy cái kinh khủng nhất chi chủ đều là tuyên bố. Muốn tại trọng nham không gian bên trong tìm đỗ thiếu phủ tính sổ, cho nên mới quyết định đặt tiền cược. Hồ Tam Khôn Trường lão các loại, bọn họ đều là biết đỗ thiếu phủ bất phàm. Đồng bảng bên trên kia mấy cái khủng bố chi chủ cũng không phải bình thường khủng bố. Có kia mấy cái khủng bố chi chủ xuất thủ, sợ là kia đỗ thiếu phủ cường thịnh trở lại. Cũng muốn tại trọng nham không gian bên trong kinh ngạc rồi. Quần phong cao vút, chúng sơn vòng lượn quanh một tòa sừng sững cự phong bốn phía xanh biếc xanh thẳm khe núi bên trong khe thủy nước chảy sinh cơ giạt rào sơn phong bốn phía mây mù lượn quanh xa xa thiên trọng vạn núi trùng núi bốn bề sóng dậy tráng lệ mênh mông tiệt bích trước một cái thanh y tóc đen bảy thước trung niên đại hán yên tĩnh mà đứng trung niên đại hán trường bào màu xanh bên trên theo lục văn bào trên chân trở mình lộ vẻ phiêu giật tông chủ một bóng người vội vã lướt lên núi phong, thoại âm rơi xuống thời gian. Một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả chính là rơi vào trung niên trước người. Khuôn mặt lộ ra kinh ngạc chấn động. Thành bào trung niên đại hán chính cổ thiên tông hiện nhậm tông chủ tư mã đạp tinh. Trung châu phía trên, dậm chân một cái có thể làm cho cả trung châu địa chấn nhân vật. Tư mã đạp tinh niên kỳ tuy rằng cũng không lớn. Cũng đã là danh chấn trung châu cường giả cấp cao nhất. Hạo Hộ Pháp, ngươi tại Tam trưởng lão chỗ nhìn trọng nham không gian. Thế nhưng trọng nham không gian chuyện gì xảy ra sự tình. Nhìn thấy này tới lão giả Tư mã đạp tinh sắc mặt vi ngưng. Nếu là trọng nham không gian xuất hiện vấn đề kia cũng không phải là việc nhỏ. Phát sinh đại sự, Hạo Hộ Pháp sắc mặt có chút vạn vẹo nhìn Trung niên đại hán nói. Tam trưởng lão đặc biệt ý để cho ta tới thông chi tông chủ một tiếng. Trọng nham không gian bên trong xuất hiện một cái tiểu tử. Một người đã giết chết hai đội nhân, tổng cộng 18 cái đồng bảng đệ tử. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh cũng là ánh mắt vẩy một cái, quan sát Hạo Hộ Pháp nói, "Một người. Mỗi lần đối phó một đội đồng bảng." Hạo Hộ Pháp vi khẽ gật đầu một cái, hít sâu một hơi khí, nhìn Tư Mã Đạp Tinh nói, "Tiểu tử kia không chỉ là đơn đả độc đấu tổng cộng đối phó rồi hai đội đồng bảng." lấy một địch mười còn có thể trà đạp đồng bảng bên trên những tên kia tiểu tử kia ai tư mã đạp tinh con mắt run rẩy nhất thời hỏi tới lấy một địch mười trà đạp đồng bảng mười cái đệ tử hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì không phải hứa sở vân mấy người bọn hắn hình như là cổ thanh dương trưởng lão tân thu người đệ tử kia hạo hộ pháp nhìn tư mã đạp tinh nuốt một ngụm nước bọt sau cười khổ nói tiểu tử kia không chỉ có giày xéo 18 cái đồng bảng bên trên gia hỏa. Còn đem kia 18 cái đồng bảng bên trên gia hỏa trên người năng lượng đồng phù toàn bộ đoạt đi. Thoại âm rơi xuống, hạo hộ pháp tựa hồ là vì cường điệu cái gì? Tối hậu còn đối với tư mã đạp tinh tăng thêm một câu tiểu tử kia quá độc ác. Một chương năng lượng đồng phù đều không cho người khác lưu, toàn bộ đoạt đi rồi. Đồng bảng bên trên những tên kia, lẽ nào liền cam tâm bị cướp sao? Tư mã đạp tinh cao mày, lấy hắn đối với đồng bảng bên trên những thứ kia tâm cao khí ngạo ra. Hòa tính cách lý giải, sợ là tuyệt đối sẽ không đơn giản bị cướp. Đương nhiên không cam lòng, bất quá tiểu tử kia quá độc ác, không chỉ có bạo đánh. Còn đem đồng bảng cái trước ra hòa quần áo trực tiếp lột sạch thị chúng. Hạo hộ pháp thoại âm rơi xuống, cũng không khỏi mắt trợn trắng. Hắn tại cổ thiên tông bên trong nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hung tàn đệ tử. Có ý tứ, thật là có ý tứ, tiểu tử kia, xem ra không chỉ có hung tàn vô sỉ. Còn có gian trá xảo quyệt. Tư mã đạp tinh vi nhíu chân mày, lập tức đột thả lỏng mở, anh khí trên mặt lộ ra vui vẻ. Nói nhỏ, vượt qua dự liệu, đã vượt qua dự liệu. Tông chủ, còn chưa từng có đệ tử tại trọng nham không gian bên trong cướp đoạt đồng bảng đệ tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, muốn không nên nhúng tay, tam trưởng lão có chút bận tâm. Nếu là nhưng tùy tiểu tử kia hồ đồ đi xuống, sợ là lúc này đây trọng nham không gian bên trong tôi luyện khảo hạch. Đều phải bị tiểu tử kia ảnh hưởng không thể. Hạo hộ pháp đối với tư mã đạp tinh hỏi. Tông quy bên trong cũng không có nói tân tấn nội tông đệ tử không thể phản đoạt đồng bảng đệ. Tử đi, tư mã đạp tinh mỉm cười, tiếp tục nói, trước tiếp tục nhìn chăm chăm đi nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng có thể đến một bước kia. Đồng bảng bên trên không phải còn có dẫn mạc trần, kỳ âu minh. Ti nhược phong mấy người bọn hắn tại sao? Ta hiểu, cái này đi đem tông chủ ý tứ nói cho tam trưởng lão. Hạo hộ pháp gật đầu ra hiệu, sau đó thả người vội vã rời đi. Theo hạo hộ pháp sau khi rời đi, tư mã đạp tinh hơi ngang đầu, ánh mắt hít lại thì thào nói nhỏ hào tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đi tới một bước kia xa xôi bao la trên đại lục dãy núi trùng điệp thành lớn liên miên như một cái hắc sắc viễn cổ cự long uốn lượn xoay quanh chạy dài ngang ở trên đường chân trời sáng sớm không lâu sau làm theo dương vung vãi sơn phong tuyệt đỉnh phía trên cả người quất hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài xinh đẹp, dung nhan động nhân. Người đại nạn không chết, hảo hảo tại hắc ám xâm lâm bên trong làm ngươi thiên hạ minh minh. Chủ chờ ta trở về không được chứ, thế nào còn chạy tới Trung Châu rồi. Còn giết rồi thần đình người nhiều như vậy, ngươi lần này gây ra đại họa rồi. Ta hiện tại tìm không được ngươi. Động nhân xinh đẹp nữ tử lông mày cau lại, mắt nhìn xa xa trước không gian thần xác lộ ra lo lắng thì thào nói nhỏ chỉ cần lúc này đây ta có thể tại thần đình bí cảnh bên trong thành công đến lúc đó vậy cũng có thể có địa vị giúp ngươi cùng sư môn đọ sức nhưng ngươi trong khoảng thời gian này cũng không nên tái trêu chọc thần đình rồi a à. thắng nam sư tỷ ngươi thế nào còn đang mặt trên a à? nghe nói đại luân giáo chuyển thế thánh tử đã tới chúng ta mau nhìn xem đi Nghe nói kia chuyển thế thánh tử thế nhưng nhân trung long phượng thiên địa kỳ tài đây. Trên sườn núi có thanh âm thanh thúy truyền đến. Xinh đẹp động nhân nữ tử quay đầu lại, hướng về phía sườn núi lần tới nói, được ta đây sẽ. Thoại âm rơi xuống, xinh đẹp động nhân nữ tử bàn chân nhẹ một chút. Mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu. Độ cong mà lướt về đàng sau xuống núi phong liên miên quần phong lộ ra xưa nay khí tức thanh thanh nhã bên trong đình viện bay lượn hành lang một cái vóc người thon dài mặc quần dài ước chừng chừng hai mươi tuổi khoảng chừng nữ tử toàn thân lộ vẻ thanh tú minh phát sáng xong mâu nhìn trước người cả người lam tử sắc trường bào thanh niên mang có chút trách cứ giọng nói nói người thế nào không mang theo hắn trở về đây lấy thiên phú của hắn muốn gia nhập trong môn hẳn là dễ dàng hắn một người tới rồi trung châu vạn nhất đã xảy ra chuyện gì tình làm sao bây giờ thanh niên thân hình cao ngất chính huyền phù môn quách minh nhìn cô gái trước mắt cười khổ nói chu tiết sư tỷ ta ngược lại thật ra muốn thiếu phủ huynh đệ gia nhập chúng ta huyền phù môn thế nhưng hắn mặc kệ ta vô pháp quách minh không biết làm sao sau đó vỗ vỗ bộ ngực đối với nữ tử bảo chứng nói bất quá ngươi yên tâm đi lấy thiếu phủ huynh đệ thực lực bây giờ sợ là tại Trung Châu phía trên, cùng thế hệ bên trong xuất không là cái gì chuyện. Người cũng không phải không biết hắn có nhiều biến thái. Nữ tử hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như chiêu hoa. Phục sức trang phục cũng không làm sao đẹp đẽ quý giá, song mâu minh phát sáng hữu thần. Gò má bên vi hiện lê qua, cũng là xinh đẹp tiệt trần vô luân. Trường 617, 622, Bái Kiến Đại Ca Chương 622, Bái Kiến Đại Ca. Lúc này hướng dương hào quang chiếu tại cô gái trên gương mặt càng lộ vẻ nữ tử màu da óng ánh. Nhu đẹp như ngọc, minh màu nhìn Quách Minh, lo lắng nói, hắn cường thịnh trở lại. Nhưng này thế nhưng Trung Châu a, cường giả như mây, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhân Vương đứng ngạo nghễ, hắn còn là một người. Hảo hảo, ta nghĩ biện pháp nhượng ngoại môn những đệ tử kia trợ giúp tìm hiểu một cái tin tức còn không được sao, đến lúc đó phát hiện thiếu phủ huynh đệ sau. Liền lập tức nói cho ngươi biết, đến lúc đó cho ngươi đi tìm hắn đi. Quách Minh bất đắc dĩ nói, ai nói ta muốn đi tìm hắn. Chu Tuyết Minh mâu nhất thời chừng Quách Minh một cái, một tia hồng hào bò lên mặt gò má. Sau đó bóng hình xinh đẹp xoay người rời đi. Nữ nhân thế nào đều như vậy là lạ, thế nào còn đỏ mặt. Quách Minh nghi ngờ sờ sờ cái ót, sau đó xoay người rời đi âm trầm hôi mông không gian, khắp nơi đều là nham thạch. Siêu siêu, hai bóng người một trước một sau xẹt qua, phía trước một cái 17 đến 18 tuổi tử bào thanh niên. Sau vai đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm hình dạng chi vật. Khuôn mặt cương nghị nhuệ khí. Phía sau cả người hình mập mạp mập mạp, một món áo bào rộng che thân, bụng phình. Trên cổ thịt tầng tầng lớp lớp như là gợn sóng một loại hướng về phía trước mặt tử bào thanh. Niên theo đuổi không bỏ đỗ thiếu phủ ngươi quá không hiền hậu rõ ràng núp ở phía sau vì sao phải nhìn thấy ta bị hành hạ sau mới ra ngoài đây ngươi cho dù là tại ta bị cướp trước đi ra cũng tốt à nghe nói ngươi phù đạo võ đạo song tu là sao mập mạp một đường theo sát trong miệng còn nhắc tới không ngớt mập mạp ngươi vẫn theo ta làm cái gì đỗ thiếu phủ rốt cục không nhịn được thân ảnh rơi vào phía dưới trong sơn cốc trên một khối nham thạch mắt nhìn phía sau đuổi theo mập mạp hỏi mập mạp thân ảnh hạ xuống nhìn như thân thể mập mạp nhưng là dị thường mềm mại không mang theo khí một tia cho bụi giống như một chi nhẹ nhàng mập vũ yến lập tức hướng trong miệng nhét vào một quả đan dược sau mập mạp có chút hương mặt tái nhợt bên trên ánh mắt mắt nhìn đỗ thiếu phủ lộ ra vui vẻ nói kỳ thực ta là tới giúp cho ngươi giúp ta đỗ thiếu phủ ánh mắt vẩy một cái ánh mắt liếc liếc mập mạp nói ngươi có thể giúp ta cái gì huống chi ta cũng không cần nhân trợ giúp ngươi nhất định cần người giúp một tay mập mạp thần sắc vô cùng khẳng định nhìn đỗ thiếu phủ nói tại tiến đến trọng nham không gian trước ta chợt nghe nói một tin tức có liên quan với ngươi ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe có liên quan với ta đỗ thiếu phủ chân mày giật giật đối với mập mạp nói nói nghe một chút Người tại thiên vũ quảng trường thượng nhất chiêu miểu bại rồi đồng bảng bên trên bài danh 29. Dịch hiên, đây đối với đồng bảng thượng người tới nói, là một loại tuyệt đối vũ nhục. Ta thế nhưng nghe nói, đồng bảng trên có mấy cái kinh khủng ra hỏa sớm liền thương lượng xong. Muốn tại trọng nham không gian bên trong hảo hảo thu thập ngươi một hồi. Có thể đem ngươi thu thập có nhiều thảm, liền đến lúc đó đem ngươi thu thập có nhiều thảm mập mạp chính xác đối với đỗ thiếu phủ số đạo tin tức này ngược lại không phải là hắn hồ biên mà là hắn thực sự trong lúc vô ý nghe được tin tức nghe lời của mập mạp đỗ thiếu phủ nhưng thật ra cũng sẽ không quá hoài nghi ánh mắt hơi hiện lên một chút ba động quan sát mập mạp nói dĩ nhiên như vậy vậy ngươi theo ta không phải sẽ không may sao hà tất theo ta ta không sợ ta người này không có gì tật xấu chính là giảng nghĩa khí trọng tình cảm người giúp ta thu thập những thứ kia đánh ta đồng bảng ra hòa ta tự nhiên là phải báo đáp ngươi mập mạp vỗ bản thân thịt hô hô trong ngực đối với đỗ thiếu phủ đại khí nghiêm nghị nói thực lực ta tuy rằng không bằng ngươi bất quá chờ ta khôi phục đỉnh phong đến lúc đó nếu như gặp gỡ những thứ kia tìm ngươi tên phiền toái tuyệt đối có thể giúp ngươi ngăn cản một hai nói điểm khiến người ta có thể tin tưởng mà nói đỗ thiếu phủ trắng mập mạp một cái này âm hiểm mập mạp so lên mạnh lai like tài tới sợ là còn có quá không không kịp. Nếu như tin tưởng mập mạp này đối với bản thân giảng nghĩa khí, trọng tình cảm. Đó mới là gặp quỷ, đỗ thiếu phủ đánh chết sẽ không tin tưởng. Mập mạp nghe vậy, cười hắc hắc, ánh mắt nhìn đỗ thiếu phủ chuyển động rồi vài vòng. Nhất thời thoại phong nhất chuyển, khẩu khí biến đổi, vẻ mặt cười thịt mỡ khẽ động, nói. Kỳ thực ta là muốn cùng ngươi đánh cướp những đồng bảng đó bên trên gia hòa mập mạp ta cũng không dự định mang ngươi đỗ thiếu phủ không chút khách khí lắc đầu cũng không muốn bên cạnh mang cái tên mập mạp này còn là một âm hiểm mập mạp đỗ thiếu phủ thế nhưng có chút bận tâm nói không chừng này âm hiểm rào gạt mập mạp lúc nào liền phản cắn mình một cái kia đến lúc đó hối hận của mình cũng không kịp rồi ta đem bí mật đều nói cho ngươi biết ngươi không mang theo ta không thể nào nói nổi a à. Huống chi ngươi mang ta, đánh cướp năng lượng đồng phù, ta cũng không cần cùng ngươi chia đều. Ngươi cầm cửu thành, ta chỉ muốn bắt một thành thì tốt rồi. Mập mạp cực kỳ nghiêm túc, ta một người có thể làm được, Hà Tất mang ngươi. Đỗ Thiếu phủ trực tiếp lắc đầu, mắt nhìn mập mạp nói, "Ngươi ghét nhất bị người khác gọi ngươi mập mạp, ta vẫn gọi ngươi mập mạp. Ngươi Hà Tất còn theo ta, ngươi kêu ta mập mạp không quan hệ, bởi vì ngươi thực lực mạnh hơn ta." Ta dù sao đánh không lại ngươi. Mập mạp căn bản không lưu ý. Đỗ thiếu phủ sững sờ, đúng là có một loại không lời chống đỡ cảm giác. Người đừng tái theo ta, cẩn thận ta cũng để cho ngươi lột sạch đứng ở nơi này vài ngày. Đỗ thiếu phủ không muốn cùng mập mạp này dây dưa, thoại âm rơi xuống. Sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Được rồi, ngươi thực sự không nguyện ý, ta cũng không theo ngươi có thể ngươi có thể hay không đem vừa mới mấy tên khốn kiếp kia cướp ta năng lượng đồng phù trả lại cho ta a à, bằng không ta liền bài trừ xuất cục vòng kế tiếp đều không biện pháp tham gia nhìn đỗ thiếu phủ bóng lưng mập mạp không biết làm sao nói thật đúng là thật không dám tiếp tục đuổi theo rồi tên kia hung tàn vô sỉ hắn thế nhưng thấy tận mắt tí ti sẽ hoài nghi tên kia thật sẽ đem hắn lột sạch ta vừa không có từ trên người ngươi đoạt năng lượng đồng phù ta thế nhưng tại mấy người bọn hắn trên người cầm tại sao muốn giao cho ngươi phía trước đỗ thiếu phủ nghênh ngang mà đi thanh âm nhàn nhạt truyền đến có bản lĩnh ngươi bái ta làm đại ca ta liền đem năng lượng đồng phù trả lại cho ngươi thiên địa làm chứng hôm nay ta hát phán bái đỗ thiếu phủ vi đại ca không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết sau này chia ngọt sẻ bùi có nạn cùng chịu làm trái này thề nhượng ta cả đời không cưới được người vợ nhượng ta càng dài càng mập chấm 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 đỗ thiếu phủ thân ảnh bị kiềm hãm bỗng nhiên quay đầu lại mắt nhìn phía sau chỉ thấy lúc này mập mạp kia ở phía sau dĩ nhiên trực tiếp nghiêm túc bái khởi thiên địa còn trực tiếp gõ khởi dập đầu nhìn thấy tình cảnh này đỗ thiếu phủ trực tiếp ngây người ánh mắt kinh ngạc ngốc chạy lên rất cung kính hướng về phía hôi mông thiên không dập đầu ba cái dập đầu sau mập mạp nhất thời liền đứng dậy cất bước đuổi theo đến đỗ thiếu phủ bên cạnh vẻ mặt chính xác đối với đỗ thiếu phủ thi lễ một cái nói tiểu đệ gặp qua đại ca đỗ thiếu phủ nhìn mập mạp cảm giác lúc này có cái gì giấu ở trong lòng xinh xinh biệt khuất nhưng là lại sững sờ không biết nên nói cái gì hảo hô ước chừng ba cái thở dốc sau đỗ thiếu phủ từ trong lòng trực tiếp móc ra tám tấm năng lượng đồng phù một bà liền nhét vào mập mạp trong tay nói năng lượng đồng phù trả lại cho ngươi gặp lại thoại âm rơi xuống đỗ thiếu phủ xoay người rời đi cảm giác lúc này cánh mập mạp càng xa càng tốt mập mạp một tay lấy năng lượng đồng phù bỏ vào huy hiệu bên trong năng lượng màu đỏ đồng phù nhất thời lần thứ hai trở nên có quang mang dậy lên sau đó tiếp theo đi theo đỗ thiếu phủ vô cùng nhiệt tình nói đại ca chúng ta bây giờ đi đâu năng lượng đồng phù còn cho ngươi ngươi còn theo ta làm cái gì đỗ thiếu phủ cất bước mà đi không có dừng lại mập mạp cất bước đuổi theo một bộ lại định rồi đỗ thiếu phủ hình dạng ghé mắt nhìn đỗ thiếu phủ nói ta đã bái ngươi vi đại ca ta không theo ngươi ta đây theo ai ta vừa mới thế nhưng lại thiên địa muốn chia ngọt sẻ bùi có nạn cùng chịu không cầu cùng năm cùng nguyệt sinh cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết người không mang theo ta, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm chết rồi, ta lại thiên địa. Thệ ngôn đến lúc đó vạn nhất thành sự thật, ngươi đến lúc đó vậy. Đừng nói nữa, đình chỉ. Đỗ thiếu phủ thân ảnh nhất thời đình trệ, còn kém trực tiếp che mập mạp cái miệng thúi kia rồi. Đại ca, người này đáp ứng mang ta sao? Mập mạp cười hắc hắc, sao hai mắt cười thành một cây loan tuyến? Hô! Đỗ thiếu phủ hít sâu một hơi khí, hận không thể lúc này tự chụp mình đầy miệng ba. Vừa mới chỉ tiện thoáng cái, không nghĩ tới liền rước lấy như thế một bàn tử. Điều chỉnh một cái tâm tình của mình, đỗ thiếu phủ rất là không biết làm sao mắt nhìn mập mạp. Nói, được ta đều muốn cho ngươi theo, bất quá thế nhưng có quy củ, hết thảy đều nghe ta. Bằng không, ngươi cũng không cần theo rồi. Mập mạp không chút do dự gật đầu, mở miệng cười nói, không thành vấn đề, ta đều nghe đại ca. Đỗ thiếu phủ không biết làm sao, hỏi, ngươi tên gì tự? Hác phán, mập mạp cười nói, ta biết ngươi tốt mập, ta là hỏi ngươi tên gì? Đỗ thiếu phủ trắng mập mạp một cái, mập mạp cũng là không biết làm sao, nói, họ hát, danh phán, phán quan phán. Hác phán đỗ thiếu phủ mắt nhìn hắc phán tên này hơn nữa mập mạp này một thân thịt mỡ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ núi non trùng điệp mù mịt bốc hơi này nhất phương thế ngoại đào nguyên sơn phong cao vút sương mù lượn lờ khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang thiên địa năng lượng vì đó kinh người trên ngọn núi một mười lăm đến mười sáu tuổi bộ dáng thiếu nữ trong tay lần lượt từng đạo thân ảnh ngưng kết mà ra theo thiếu nữ thủ ấn ngưng kết quanh thân có trói mắt bạch quang, giống như thần mang bao phủ khoách tán. Từng cỗ một mênh mông uy áp lan tràn mà ra, từng cỗ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà tới. Chương 618, 623, Thanh sắc cự điều. Chương 623, Thanh sắc cự điều. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, thân thể nhưng là đã vô cùng đủ đường cong. Kia tinh xảo trung lộ ra tính trẻ con gương mặt càng giống như ngọc mài một loại sợ là không bao lâu nữa cũng đủ để xuất thế kinh diễm thế nhân ầm đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết mà ra thiếu nữ phất tay run lên lục tinh huyền diệu linh phủ sư tầng thứ tịch quyển mà ra đầu óc sợi tóc bay lượn chu không ầm ầm vì đó run lên sau đó một đôi tinh xảo hai tay chung dĩ nhiên có hai mươi ba mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra 23 mặt trận kỳ đều là lan tràn kinh người ba động lúc này trong cơ thể thiếu nữ. Tất cả năng lượng tựa hồ cũng là quán trú tại 23 mặt trận kỳ bên trong. Khiến cho hơi có vẻ non nớt mặt đẹp sắc mặt bắt đầu lộ ra có chút tái nhợt. 15 đến 16 tuổi niên kỷ lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư. Nhưng là có thể bố trí lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận. Thời khắc này nếu là có ngoại giới người đang này sợ là không biết kinh ngạc hơn thành bộ dáng gì nữa. 15 đến 16 tuổi niên kỳ a, à, trên đời này lại có cái nào đại gia tộc đại thế lực bên trong đỉnh phong hậu bối có thể đến trình độ như vậy. Phần Phật, 23 mặt trận kỳ lập tức tại thiếu nữ lòng bàn tay bên trong tiêu tán. Hơi tái nhờ tinh xảo ngọc mài mặt đẹp bên trên, ánh mắt trong suốt tinh thuần. Sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không ăn khói lửa nhân gian một loại câu thần thì thào nói nhỏ, tinh thần lực vẫn là kém không ít, huyền khí cũng không cách nào chống. Vô pháp bố trí viên mãn tầng thứ phù trận, sợ là chờ sư phụ sau khi trở về, sẽ bị sư phụ mắng. Lúc này nếu là có ngoại giới cường giả nghe được lời của thiếu nữ, sợ là không biết sẽ phiền muộn thành cái dạng gì. 15 đến 16 tuổi niên kỷ, lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư. Bố trí lục tinh bỉ ngạn phù trận dĩ nhiên còn không hài lòng. Dĩ nhiên còn muốn lấy lục tinh huyền diệu tu vi bố trí lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận. Đây quả thực là yêu nghiệt a, à, đơn giản là không cho ngoại giới cùng thế hệ sống rồi. Hơi sau khi than thở, khoảnh khắc thiếu nữ nhìn vân vụ mờ ảo viễn phương, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch nói nhỏ: "Thiếu phủ ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta sẽ hảo tu luyện, chờ ta mạnh hơn chút nữa." Sư phụ liền đáp ứng phóng ta đi ra ngoài một chuyến rồi đến lúc đó ta cũng không cần ngươi che chở nữa, ngươi cũng muốn nỗ lực Nga. Cũng không nên bị ta vượt qua. Kỳ kỳ, bỗng dưng, thanh thúy tiếng hy, y y y. Âm thanh truyền đến, một thanh sắc cự điểu từ trước không gian trong mây mù chấn xí chạy nhanh. Đến, thanh sắc cự điểu khổng lồ, cả vật thể thanh sắc lông chim bên trên hiện lên lưu quang. Hình thái động nhân cực kỳ, cao quý vô song, uy áp lan tràn, tựa như vạn chim chi hoàng thanh sắc cự điểu xoay quanh giữa không trung, đen nhánh ánh mắt lộ ra minh tia sáng mang. Nháy mắt đối với thiếu nữ nói, tinh ngữ tỉ tỉ, sư phụ ngươi trở lại rồi. a à, sư phụ trở lại rồi sao? Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời mặt đẹp bên trên lộ ra vui vẻ. Mạn rượu bóng hình xinh đẹp lướt ra, tại giữa không trung xẹt qua có người đường cong. Nhẹ nhàng rơi vào thanh sắc cự điểu trên người, nói, mau dẫn ta đi tìm sư phụ đi ta cũng nghĩ sư phụ. Cho tối không gian, tám cái đồng bảng thanh niên nam nữ thần sắc quể oải. Sắc mặt thanh hồng khó coi đứng ở 10 cái thanh niên trước mặt. Này 10 cái thanh niên không khỏi là khí chất bất phàm. Quanh thân từng cỗ một khí tức từ từ ba động. Làm cho kia tám cái đồng bảng thanh niên nam nữ cũng là ám tự sợ hãi. Ánh mắt không dám nhìn thẳng. Mười cái bất phàm khí chất thanh niên ở giữa một cái 24 đến 25 tuổi hình dạng. Mặc bạch sắc quần áo thanh niên đi ra, ánh mắt theo kia chật vật tám người trên người đảo qua. Thản nhiên nói, các người ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì sao? Thanh niên giọng nói thanh đạm, nhưng là lộ ra một cỗ khiến người ta khó mà cự tuyệt uy áp. Bạch sắc quần áo, phát thảo rắn chắc to lớn thân hình. Áo khoác một món đạm thanh sắc áo tràng, lại tăng thêm vài phần tiêu sái khí chất. Thanh niên mặc áo trắng này cả người lẳng lặng đứng ở đàng kia cũng đủ để làm cho kia tám cái thanh niên nam nữ ám tự sợ hãi nhược phong sư huynh kia đỗ thiếu phủ tiểu tử kia vận dụng trung phẩm đạo khí đem chúng ta phản đoạt một cái hoa phục thanh niên trả lời lúc này đối mặt này bạch y thanh sắc áo choàng thanh niên nhưng là liền cũng không ngẩng đầu lên ánh mắt không dám nhìn thẳng bạch y thanh sắc áo choàng thanh niên ánh mắt nhàn nhạt nhíu tiếp tục hỏi hắn một người đoạt các ngươi tám cái đúng thế Hoa phục thanh niên cắn muốn đôi môi, dùng sức gật đầu, bỏ thêm một câu nói. Tiểu tử kia có trung phẩm đạo khí ở trên người, thật sự là quá mạnh mẽ. Thất bại chính là thất bại, kỹ không bằng người mà thôi, hà tất quái trung phẩm đạo khí. Tám người còn bị đoạt, đồng bảng mặt cũng bị các người mất hết. Bạch y thanh sắc áo chàng thanh niên mắt nhìn tám người đạm mạc liếc mắt một cái. Sau đó bờ môi cười nhạt, nói nhỏ, đỗ thiếu phủ, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Sương mù bên trong không gian, từng cái nham thạch to lớn cao vút, giống như từng tòa ngọn núi nhỏ một loại cả vùng không gian, giống như là một mảnh cự đại thạch lâm, trong bãi đá răng khắp nơi, giống như mê cung. Khó trách hôm qua buổi tối bên trên trong này ầm ầm, sau đó ta liền thấy đến không ít người. Hoàn hảo chạy nhanh, bất quá đại ca, chúng ta thực sự sẽ chờ ở đây là được rồi sao, không đi đánh cướp sao? trong bãi đá trên một khối nham thạch hác phán nhìn đỗ thiếu phủ lẩm bẩm giống như là lắm lời một dạng thao thao bất tuyệt người có thể hay không nghỉ một lát ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần đỗ thiếu phủ thật sự là không chịu nổi ngẩng đầu liếc mắt một cái hác phán thật sự là không cách nào tưởng tượng cổ thiên tông một cái đường đường nhân kiệt dĩ nhiên một cái lắm lời bất quá dọc theo đường đi đỗ thiếu phủ theo hác phán lời này lao trong miệng nhưng thật ra cũng nghe đến không ít tin tức ví như lúc này đây tân tấn nội tông trong các đệ tử tổng cộng có bốn người vương thiên tư người mười một cái nhân kiệt thiên tư người hắc phán cũng chính là mười một cái nhân kiệt thiên tư người một cái trong đó điều này làm cho đỗ thiếu phủ trong lòng cũng rất là chấn động không hổ là trung châu chín đại một trong những thế lực cổ thiên tông một năm tân tấn nội tông trong các đệ tử lại chính là có bốn cái nhân vương cùng mười một cái nhân kiệt đây chính là đầy đủ dọa người rồi kia cả trung châu phía trên chín đại thế lực bên trong tổng cộng vừa có bao nhiêu nhân vương cùng nhân kiệt còn có cái khác thế lực bên trong nhân vương nhân kiệt sợ là tất nhiên cũng không thiếu khó trách có người nói trung châu phía trên quần hùng cùng nổi lên nhân kiệt nhiều nhất nhân vương mà đứng tuyệt đỉnh hạng người tầng tầng lớp lớp từng cái một phong hoa tuyệt đại danh chấn vạn quốc đến bây giờ đỗ thiếu phủ rốt cục coi như là có làm cho hiểu được rồi ta không nói ta thổ nạp điều tức một hồi hác phán cực kỳ thức thời không nói gì nữa ngồi xếp bằng tại đỗ thiếu phủ bên cạnh không xa mập mạp kia thân thể ngồi xuống thoạt nhìn giống như là một cái vòng tròn tròn quả cầu thịt một loại lại là mấy viên đan dược nhét vào trong miệng hác phán tối hậu bắt đầu thổ nạp điều tức dưỡng thương thấy thế đỗ thiếu phủ xong mâu tiếp tục khép hờ nhắm mắt dưỡng thần này trọng nham không gian bên trong căn bản không dùng chạy dù sao đến đêm nay giờ tí lại sẽ phát sinh biến hóa đến lúc đó còn không biết lại gặp phải ở nơi nào bất quá đỗ thiếu phủ không thể hảo hảo nhắm mắt dưỡng thần sơn lâm bên trong thỉnh thoảng có nhân xông qua không ít tân tấn nội tông đệ tử ba năm phần mười đội hơn mười thành đàn tiêu sái qua vài canh giờ bên trong liền tổng cộng đi qua không nhỏ hơn bảy bầy nhưng chỉ có một đám tân tấn nội tông đệ tử trên đầu vai huy hiệu tràn ngập tia sáng chứng minh còn không có bị đồng bảng cường giả làm cho cướp đoạt mặt khác sáu bảy tân tấn nội tông đệ tử đầu vai huy hiệu phía trên quang mang ảm đạm từng cái một hình dạng thê thảm chật vật còn có người vết thương trồng chất hiển nhiên chính là một món bị cướp sạch rồi cái này tân tấn nội tông đệ tử nhìn thấy tại thạch lâm bên trong ngồi xếp bằng đỗ thiếu phủ cùng hát phán sau tựa hồ cũng nhận thức đỗ thiếu phủ cùng hát phán sắc mặt từng người có chút biến hóa sau đó cũng không dám nhiều quấy rối vội vã rời đi hắc phán thổ nạp điều tức sau vẫn không có chịu ảnh hưởng liên tiếp mấy canh giờ đều ở đây thổ nạp điều tức dưỡng thương một tầng tia sáng trói mắt bao phủ hát phán kia quả cầu thịt thân thể quang mang bên trong có huyền khí ba động, còn như từng cái con rắn nhỏ năng lượng tia xuyên qua không ngừng. Vô cùng huyền ảo, lộ ra một cỗ có chút khí tức cổ xưa. Cảm giác Hắc Phán trên người ba động mà ra khí tức, Đỗ Thiếu phủ cũng nhiều chú ý lên. Kia khí tức có chút bất phàm, này Hắc Phán công pháp tu luyện rõ ràng là có chút không đơn giản. Người này hình như là còn có chút không đơn giản. Đỗ Thiếu phủ trong lòng nói nhỏ, Hắc Phán người này ngoại trừ cái lắm lời cùng âm hiểm rồi một điểm bên ngoài. Thiên phú và thực lực thật là không đơn giản. Cùng đồng bảng phía trên đồng cấp tu vi lấy một địch bốn vô pháp làm được. Bất quá nếu như cùng ngoại giới những thứ kia ba tu đồng cấp tu vi lấy một địch bốn. Sợ là thật đúng là không có vấn đề. Bỗng dưng, đỗ thiếu phủ rơi vào hát phán trên người ánh mắt. Nhất thời liền hơi nhíu rơi vào viễn không? Siêu siêu thời gian ngắn, thạch lâm phía trước giữa không trung có mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến. Mấy cái lắc mình sau, liền xuất hiện ở trên bãi đá không gian, từng cỗ một sóng năng lượng. Phía dưới toái thạch gào thét tịch quyền kích xạ. Tổng cộng 8 đạo thân ảnh mà đến, thần sắc vội vã, tốc độ vô cùng nhanh. Nháy mắt xuất hiện ở trên bãi đá không gian. Tiểu thái điểu, các ngươi chạy không thoát. 8 người phía sau, lúc này còn có một đội nhân mã cấp tốc đuổi theo từng đạo hét lớn tiếng cười vang vọng chân trời. Đỗ thiếu phủ, hắn tại phía dưới, chúng ta đi xuống. Phía trước tám đạo thân ảnh thân ảnh chung, có một đạo nũng nịu hạ xuống. Sau đó một bóng người xinh đẹp tỷ lệ trước hạ xuống. Trực tiếp rơi vào đỗ thiếu phủ bên cạnh không xa. Này rơi xuống đất chính là cả người nhuyễn giáp chừng 20 tuổi nữ tử. Nguyễn giáp phát thảo vô cùng độ cong linh lung đích thực tư thái thon dài thẳng tắp hai chân triển lộ không sót, hai tay cánh tay chỗ cổ tay. Từng người treo một thanh lớn chừng bàn tay loan đao. Còn như chỉ thủ một loại khỏe mạnh hoàng sắc trong da, mơ hồ lộ ra một tầng phấn chi sắc. Con người sáng ngời sắc xảo giống như là một mẫu liệt báo. Chương 619, 624, Đồng Bảng Nhân Vương Chương 624, Đồng Bảng Nhân Vương Là nàng Đối với cô gái này, đỗ thiếu phủ tự nhiên là sẽ không quên. Đây chính là ngày hôm qua vừa tiến đến trọng nham không gian sau gặp phải Kiều Anh Mộng. Này chỉ là lúc này Kiều Anh Mộng vẻ mặt nghiêm túc, hình dạng còn vô cùng tà tơi. Động nhân khuôn mặt lúc này lộ ra tái nhợt. Chứng minh sợ là vừa mới không lâu sau mới trải qua một hồi huyết chiến. Siêu siêu, theo Kiều Anh Mộng hạ xuống, sau đó lại là bảy đạo thân ảnh vội vã hạ xuống. Trước cả người Lam Y, 23 đến 24 tuổi hình dạng niên kỷ nam tử Hán tử. Không dày không thưa mày kiếm hạ, hẹp dài lớn lên đôi mắt tựa như nước chảy xuân thủy. Chỉ là nguyên bản thanh niên này ánh mắt ôn nhuận như mộc xuân phong. Lúc này cũng là vẻ mặt tái nhợt, có vẻ hơi bộ dáng chật vật. Này Lam Y thanh niên bên cạnh kia cả người màu vàng nhạt kim sắc hoa văn áo khoác cao quý. Thanh niên, phong thái kỳ thanh tú lúc này thần sắc so lên thanh niên mặc áo lam kia cùng nữ tử cũng tốt không đi nơi nào mặt khác còn có bốn vị thanh niên cùng một cô thiếu nữ mà đứng khí chất đều là vô cùng bất phàm càng sắc mặt trắng bạch đỗ thiếu phủ thiêu mục nguyên bản nhóm người này bên trong nhưng thật ra chỉ có một cái bảy người nhưng bây giờ có tám người mặt khác một cô gái hẳn là về sau mới gia nhập linh phù sư ánh mắt nhìn mặt khác kia trên người cô gái, đỗ thiếu phủ nhìn trộm khí tức trên người. Rõ ràng là một cái linh phủ sư, mà đối với nàng kia, đỗ thiếu phủ có một loại giống như đã từng quen biết hình dạng, tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Nữ tử cũng là cùng kiều anh mộng niên kỷ không tranh lệch nhiều tiểu, bất quá chừng 20 tuổi. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp hết sức, cho sắc tuyệt lệ, đôi mi thanh tú mắt phượng. Ngọc gò má anh đào môi coi là một cái xinh đẹp giai nhân. Tuy rằng cô gái này so lên kiểu anh mộng tới thiếu vài phần dã tính mạnh mẽ vẻ đẹp. Trên người kia một cỗ thanh thanh tú cũng là anh mộng không sở hữu. Lúc này thanh sinh đẹp tuyệt trần diện mạo giai nhân. Một đôi minh màu cũng ở đây đỗ thiếu phủ trên người đánh giá. Theo trong ánh mắt ba động tới xem, cũng là rõ ràng là nhận thức đỗ thiếu phủ. Hình như là nàng đỗ thiếu phủ rốt cục nghĩ tới, ban đầu ở cổ thiên tông kia kiểm tra khảo hạch bên trong khu. Vực tại tối hậu trên một ngọn núi thời gian. Một cái phù trận nội khốn trụ vô số cái thanh niên nam nữ. Một người trong đó thì có này thanh sinh đẹp tuyệt trần diện mạo nữ tử ở trong đó. Hô, theo tám người hạ xuống, chính ở một bên thổ nạp điều tức hát phán lập tức thức tỉnh. Một ngụm chọc khí phun ra sau, nhìn manh mối địa tám người, sắc mặt ám tự biến hóa bỉ ngạn ngay lập tức sẽ đến đỗ thiếu phủ bên cạnh, nói, đại ca, mặc áo lam gọi là hứa sở vân. Cái, nhân vương, thực lực không tầm thường. Xuyên nguyễn giáp gọi là kiều anh mộng, bên người nam kia gọi là mạc văn. Còn có một cái nữ tên là làm mục dai dai, ba người kia đều là nhân kiệt. Còn dư lại bốn cái thực lực. Đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua tám người, đối với hứa sở vân, kiều anh mộng. Mạc văn chờ sớm chợt nghe kia hứa sở vân tự giới thiệu qua nhưng thật ra mới biết được kia xinh đẹp thanh thanh tú nữ tử gọi là mục dai dai. Kiều Anh mộng sau khi hạ xuống, Minh Mâu theo hát phán trên người nhìn qua, ám tự nghi hoặc. Theo Kiều Anh mộng biết, mập mạp kia tính tình cũng vô cùng, cùng kia đỗ thiếu phủ một dạng. Căn bản cũng không cùng người khác tổ đội, thế nào hiện tại nhưng là cùng với đỗ thiếu phủ rồi. Chỉ là lúc này Kiều Anh mộng không có thời gian nhiều kỳ quấy, lập tức nhìn đỗ thiếu phủ nói. Đỗ thiếu phủ, mau bố trí phủ trận, phía sau có người ở truy chúng ta, kỳ Âu Minh. Đồng bảng bên trên, nhân vương, thực lực không phải chúng ta có thể chống lại. Nghe vậy, đỗ thiếu phủ hơi biến sắc mặt. Này một đội người chung nhưng là một cái, nhân vương, ba cái, nhân kiệt. Còn bị bức chật vật như vậy, có thể tưởng tượng phía sau đuổi theo những đồng bảng đó bên trên. Cường giả thực lực là bực nào cường hãn. Tiểu thái điểu, một cái phù trận thế nhưng khốn không nổi chúng ta, trốn không thoát đâu. Truy tiếng giống càng ngày càng gần, xa xa trước không trung. Lần lượt từng đạo thân ảnh đã bao vây lấy cầu vòng lưu quang nhanh như thiểm điện truy lướt mà. Tới, dựa vào, đỗ thiếu phủ ám mắng một tiếng, này phiền phức tuyệt đối coi như là kiều anh mộng này một nhóm. Người mang tới. Lập tức cũng không có bất kỳ do dự nào, đỗ thiếu phủ trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra. Chu không bên trong từng cỗ một sóng năng lượng nhất thời lướt tới. Một cỗ chói mắt bạch quang cũng là do dự thần mang bao trùm toàn thân. Siêu siêu, trước không trung, số đạo lưu quang cầu vòng thân ảnh lướt tới, từng cỗ một khí tức hàng lâm. Phía dưới Thạch Lâm cắt bay đá chạy, khí tức kinh người. Làm cho Hứa Sở Vân phía sau kia mấy cái sắc mặt vốn liền tái nhợt thanh niên. Lúc này sắc mặt đầy ngưng trọng, kia từng cỗ một khí tức hàng lâm, hắc phán trên khuôn mặt vì đó ngưng trọng. Kia từng cỗ một khí tức so lên đồng bảng đội ngũ thế nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt trước lưỡng đạo khí tức, khí tức đè ép hạ, để hắc phán trong lòng cảm thấy áp chế. Oanh, cũng ở đây thời gian ngắn, từng cỗ một thiên địa năng lượng tại chu không cấp tốc ba động. Trung, đỗ thiếu phủ trong hai tay. 21 mặt đều là lan tràn kinh người ba động trận kỳ ngưng tụ mà ra làm cho Chu Không vì đó hung hăng run lên. Chỉ là lúc này, đỗ thiếu phủ trong cơ thể có thể liên tục không dứt quán chú tại này 21 mặt mặt. Trận kỳ bên trong khiến cho gương mặt cương nghị bên trên hơi tái nhợt. Căn vốn không hề chậm trễ chút nào. Trong tay 21 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía rồi trước không gian. Hưu, hưu, 21 mặt trận kỳ lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỹ tích đem trước không gian bao quanh huyền ảo tương liên sau hóa thành từng đạo trói lóa mắt phù văn quang trụ phóng lên trời cẩn thận tiểu thái điểu bên trong còn có lục tinh sơ đăng trận phù sư mau lui lại vừa mới xuất hiện ở bầu trời thân ảnh nhất thời sắc mặt biến hóa trước đây không lâu mới phá một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận vốn cho là đối phương đã nỏ mạnh hết đà rồi không nghĩ tới còn cất giấu một cái lục tinh sơ đăng trận phù sư nhất thời lập tức bắt đầu bạo lui ngũ phương thúc sơn trận trầm thấp tiếng giống tự đỗ thiếu phủ trong miệng quát ra trận kỳ hóa thành kia từng đạo quang trụ phóng lên trời lập tức chính là hóa thành một cái lợi hại phù trận bao phủ không gian ngũ phương thúc sơn trận ban đầu ở trung châu trường hà bên trên vì trốn tránh kia mấy cái võ vương cảnh tu vi truy sát đỗ thiếu phủ liền từng kinh thi triển qua chẳng qua là ban đầu đỗ thiếu phủ thi triển thời gian. Cơ hồ là đã đến tiêu hao đãi tận tình trạng, mà bây giờ đỗ thiếu phủ thế nhưng thời kỳ toàn thịnh. Bản thân liền là chân thật lục tinh sơ đăng trận phù sư. Lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận tay đến bắt giữ. ầm ầm phù trận bao phủ, giữa không trung gió nổi mây phun, không gian vặn vẹo hỗn loạn. Sau đó liền đem kia mấy cái sắc mặt biến hóa đồng bảng cường giả, đều là giam ở trong đó ngũ phương thúc sơn trận lấy trấn áp làm chủ phù trận cũng không phải chủ công phù trận bởi vậy tại phòng ngự trên có chỗ đặc biệt khó mà bị cưỡng ép công phá đi mau phù trận bố trí đỗ thiếu phủ sắc mặt có chút trắng bạch một giây cũng không dám dừng lại lâu thêm lập tức dưới chân huyền khí dâng lên mà ra thân ảnh nhất thời bay lên không kia mấy cái đồng bảng cường giả khí tức trên người Đỗ thiếu phủ vừa mới cũng có cảm giác biết đến, đặc biệt trước hai người. Khí tức rất là cường hãn, bản thân cũng không thể bị người ở chỗ này làm đau khiến cho. Theo đỗ thiếu phủ rời đi, hắc phán phản ứng chút nào không kém đỗ thiếu phủ. Cơ hồ là cùng đỗ thiếu phủ cùng lúc dậm chân một cái, huyền khí dũng xuất. Thân thể mập mạp hết lần này tới lần khác tốc độ vô cùng nhanh, còn mềm mại hết sức. Đi mau, mau. Kiều Anh mộng khẽ kêu, mắt nhìn đỗ thiếu phủ rời đi phương hướng. Động nhân tư thái lắc một cái, cũng gấp ra tốc đuổi theo. Sau lưng hứa sở vân sắc mặt hơi đổi đổi, không có quá nhiều do dự, lập tức theo sát mà đi. Siêu siêu, Mạc Văn chờ số nhân cũng là cấp tốc theo đuôi. Chỉ có mục dai dai thanh sinh đẹp tuyệt trần diện mạo mặt đẹp bên trên. Hơi chút có có chút chấn kinh. Vừa mới nàng thế nhưng tự mình nhìn thấy. Đỗ thiếu phủ bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phủ trận, quả thực chính là tay đến bắt giữ. Dường như thuấn phát, thậm chí là so lên võ giả thúc giục thi triển võ kỹ còn nhanh hơn. Nàng đồng dạng là lục tinh sơ đăng tầng thứ trận phù sư rồi. Tại đồng cấp tu vi trận phù sư chung, vẫn tính là vô cùng không kém, có nhân kiệt thiên tư. Thế nhưng nàng lúc trước ngưng tụ lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, cũng là cần hứa sở vân kiều anh mộng mạc văn chờ cho tranh thủ lúc mới có thể thuận lợi bố trí. Nhưng này đỗ thiếu phủ vừa mới thế nhưng chờ thuấn phát một loại trong lúc này tranh lệch tương. Tự thân là trận phù sư nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Này tranh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí teo. Ngắn ngủi chấn kinh sau, mục dai dai lập tức hồi thần lại, bóng hình xinh đẹp lướt ra. Lập tức theo đuôi mà đi. Này lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận không tầm thường so ban đầu trước cô đó bố trí mạnh hơn nhiều, liên thủ cưỡng ép phá trận. Phanh phanh phanh, trên bãi đá phong giữa không trung phù trận nội trầm đục như sấm. Từng cỗ một năng lượng công kích công kích phù trận lung lay. Cũng không có một kích chi hạ liền phá hủy. Ước chừng luân phiên số lần cường hãn công kích sau. Trên bãi đá không gian kia che khuất bầu trời phù trận lung lay, rốt cục mới bắt đầu dạn nứt một lát sau, phù trận triệt để ở đó từng cỗ một cường hãn năng lượng cưỡng ép trùng kích vào. Tạc nổ mở, hóa thành tràn đầy thiên vỡ vụn phù văn tiêu tán. Ầm ầm, năng lượng kinh người tịch quyển, mảng lớn nham thạch to lớn trực tiếp dạn nứt tạc nổ mở. Nham thạch kích xạ, tối hậu ở đó chờ cuồng bạo năng lượng trùng kích vào. Mảng lớn thạch lâm bị san thành bình địa tiêu thất. Đuổi theo, đây chính là một đống nhân kiệt còn có nhân vương thái điểu cũng không thể nhượng dẫn mạc trần cùng ti nhược phong hai người bọn họ đội đoạt đi lần lượt từng đạo thân ảnh theo phù trận bên trong phóng lên trời cấp tốc truy hướng về phía trước không gian từng cỗ một hùng hồn khí tức ba động lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời tiêu thất ở giữa không trung thạch lâm mảng lớn nham thạch san thành bình địa năng lượng kình phong sau đó từ từ tiêu tán cách đó không xa nham thạch quần sơn thung lũng liên miên liên miên thung lũng uốn lượn xoay quanh. Dường như một cái hôi bạch đại mãng phủ phục tại khe núi trong núi non trùng điệp. Hoàn toàn yên tĩnh, chương 620, 625, người nghĩ Mỹ. Chương 625, người nghĩ Mỹ. Thật lâu sau, bên trong hạp cốc một cái nham thạch vết nứt bên trong. Một cái ẩn núp bên trong sơn động, cửa vào một chương ngư võng lan tràn nhạt nhạt quang mang. Sau đó hóa thành phù văn lưu quang thu liễm, tối hậu rơi vào trong sơn động đỗ thiếu phủ trong tay. Sơn động không lớn, lúc này lại chen lên rồi ước chừng 10 người. Đặc biệt hát phán một cái thể tích diện tích đủ để bù đắp được ba người rồi. Mười người khí tức gắt gao thu liễm, đại khí cũng không dám xuất, sắc mặt đều là vi ngưng. Hứa sở vân ánh mắt rơi vào vừa mới đỗ thiếu phủ thu liễm mà vào thiên võng, bên trên. Trung phẩm đạo khí, hắn tuy rằng lần trước cũng ở đây trong tông bị tưởng thưởng rồi một món. Bất quá cũng không có nhân sẽ ngại trung phẩm đạo khí nhiều. Đỗ Thiếu phủ sắc mặt rất khó nhìn, vừa mới vô pháp mới dùng thiên võng che chở mọi người. Bản thân tuy rằng khí tức thu liễm có thể tránh được những đồng bảng đó cường giả siêu tầm, nhưng người khác cũng không có bản lãnh kia. Đặc biệt kia mấy cái võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi thanh niên, thiên võng trung phẩm đạo khí tại luyện hóa để bản thân sử dụng sau đỗ thiếu phủ cũng biết thiên võng bất phàm cùng trong đó không ít diệu dụng trong đó chính là có thu liễm khí tức tác dụng thu liễm khí tức tác dụng nhìn như có chút gân gà trên thực tế nhưng là đúng tu luyện ra tới nói có tác dụng lớn đặc biệt tại thoát thân thời gian quả thực chính là thoát thân bảo vật từng đạo thân ảnh đi ra sơn động đến bên trong cốc đỗ thiếu phủ trực tiếp rời đi tuyệt đối không muốn cùng những người này tại một khối hắc phán tự nhiên là đi theo ở đỗ thiếu phủ bên người thân thể mập mạp mềm mại đi theo này ngươi đi đâu nhìn thấy đỗ thiếu phủ rời đi kiều anh mộng nhất thời hướng về phía đỗ thiếu phủ nũng nịu hỏi ta cứu rồi các ngươi một lần coi như là ngày hôm qua ngươi cho ta tin tức thấp phẳng rồi hiện tại các ngươi đi các ngươi dương quan đạo ta đi ta cầu độc mộc đừng nữa theo ta Đỗ thiếu phủ về phía sau phất phất tay, cùng những người này cùng một chỗ. Mình tuyệt đối chịu thiệt, sớm đi sớm an toàn. Người người này tại sao như vậy, quá không nói nhân tình vị rồi. Kiều Anh mộng cũng không có cho qua. Động nhân độ cong mạn diệu thân thể lập tức cất bước đuổi kịp đỗ thiếu phủ. Trực tiếp ngăn trở ở rồi đỗ thiếu phủ trước người. Kia mạn diệu thân thể còn có chút khí thế đĩnh trực một chút làm cho nhuyễn giáp bó sát người quần áo chi hạ bộ ngực độ cong càng thêm nhô ra một chút ta và ngươi cũng không quen thuộc ở đâu gia nhân tình vị đỗ thiếu phủ chỉ là kiểu anh mộng hỏi ánh mắt nhưng là không tự chủ được rơi vào trước mắt kia nhô ra độ cong trước nhìn kỹ lại kia tròn trịa một đoàn phía trên tựa hồ là còn có hai cái điểm nhỏ kích lồi như ẩn như hiện trời sinh mê hoặc ngươi xem cái gì tiểu sắc lang Kiều Anh mộng nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt trở lại từ đầu nhìn một chút trước ngực của mình. Ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước, hai tay khoanh che ngực. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, nói: "Thật không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ. Lại chính là cái sắc lang vô sỉ. Ta đó là sắc lang, ta làm sao vậy ta ta sờ ngươi, hay là ta thân ngươi?" Đỗ thiếu phủ nhất thời sững sờ, sau kêu gào đây tuyệt đối là vũ nhục bản thân thanh bạch danh tiếng a, bản thân không có gì cả làm. Dĩ nhiên liền không giải thích được thành sắc lang. Ngươi, Kiều Anh mộng hung hăng chừng đỗ thiếu phủ một cái, nói, cùng ngươi nói chính sự tình. Người già nhập chúng ta đi, mọi người cùng nhau. Đối mặt đồng bảng bên trên những cường giả kia mới có sức tự vệ. Ngươi đừng đem phiền phức mang cho ta, ta có thể tự vệ, gia nhập các ngươi. Ta cũng không hứng thú đỗ thiếu phủ lắc đầu tách ra kiều anh mộng trực tiếp rời đi người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng gia nhập chúng ta kiều anh mộng không tha thứ lần thứ hai lắc mình ngăn trở ở rồi đỗ thiếu phủ trước người bất quá lúc này đây thế nhưng đề phòng chú ý không dám tái động thân ngăn trở theo bản năng che chở rồi lồng ngực của mình miễn cho kia tiểu sắc lang chiếm tiện nghi đỗ thiếu phủ nhìn trước người nữ tử ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên cười ta nói nếu không ngươi hôn ta một cái, ngươi hôn ta một cái, ta liền gia nhập các ngươi thế nào? Vô sỉ a, à, nào có như thế chiếm tiện nghi? Bên người hát phán đều là nhìn không được rồi, ám tự xem thường một tiếng. Một mực cách đó không xa hứa sở vân, nhìn đỗ thiếu phủ kia vẻ mặt cười ta. Còn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiều anh mộng. Nhất thời trong mắt ám tự tiện bôi qua một chút vẻ âm trầm. Người nghĩ Mỹ, theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống kiều anh mộng hướng về phía đỗ thiếu phủ quắt quắt một tiếng kém chút miệng đầy nước bọt muốn phun đến đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt không thân coi như chúng ta đây gặp lại đừng nữa chống đỡ ta đỗ thiếu phủ không chút khách khí xoay người liền rời đi không tiện nghi sự tình mới không thể làm này nguyên tắc của mình lúc này đây kiều anh mộng nhưng thật ra không có tiếp tục cản trở chỉ là động nhân khuôn mặt vẻ mặt thở phì phò chống quay hàm, khí hung hăng dậm chân. Bằng không ngươi hôn ta một cái, ta gia nhập các ngươi khỏe không tốt." Hắc Phán một chương mập mạp khuôn mặt ghé vào rồi Kiều Anh mộng trước mặt. Ánh mắt hư mị thành một cây trực tiếp, thật dày đôi môi hơi quật khởi. Mập mạp chết bầm, ngươi thích ăn đòn." Kiều Anh mộng thế nhưng chính tại ngẩng đầu lên bên trên, không chút khách khí. Ngay lập tức sẽ một cước hung hăng đạp tới. A à, Hắc phán hét thảm một tiếng, một tay vuốt cái mông. Lập tức chính là truy hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, trong miệng còn thì thào nói thầm. Không thân sẽ không thân, thế nào còn đánh nhân a. À? Kiều Anh mộng đôi mắt đẹp nhìn Đỗ thiếu phủ rời đi bóng lưng, lớn tiếng khẽ kêu nói. Đỗ thiếu phủ, ngươi đi đi, ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta lại không được sao? Nhưng thật ra ngươi, ta thế nhưng trong lúc vô ý nghe được tin tức đồng bảng bên trên rất nhiều người đều ở đây đang tìm ngươi đây đặc biệt ti nhược phong cùng kỳ âu minh bọn họ ngươi cho rằng ngươi có thể lẫn tránh rất sao trọng nham không gian ngày cuối cùng cái cuối cùng lúc thần mọi người đô hội xuất hiện ở trọng nham quảng trường đến lúc đó ngươi và kia mập mạp chết bầm sẽ chờ xui xẻo đến lúc đó hai người các ngươi tại sao có thể ngăn chặn ti nhược phong bọn họ hết thảy đồng bảng bên trên cường giả nếu là ngươi hiện tại gia nhập chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi không gia nhập coi như, cùng lắm thì chia tay. Ta chờ nhìn ngươi tại trọng nham quảng trường bên trên thế nào không may. Theo kiều anh mộng tối hậu thoại âm rơi xuống, đỗ thiếu phủ thân ảnh đột nhiên đình trệ. Mắt nhìn đuổi theo tới hát phán hỏi, mập mạp, nữ nhân kia nói là sự thật hay là giả ta chưa từng nghe nói này trọng nham không gian bên trong mỗi thiên đỗ đô hội phát sinh biến. Hóa, bất quá nhưng thật ra nghe trưởng lão nói qua, ngày thứ bảy chúng ta đi ra thời gian. Cái cuối cùng lúc thần, hình như là đô hội xuất hiện ở trọng nham quảng trường bên trên. Hắc phán gật đầu, này sự tình hắn cũng thật là nghe trưởng lão nói qua. Là thật sao? Đỗ thiếu phủ nghe vậy, ngón trỏ ở trên cầm bóp bóp, ánh mắt vi ngưng nếu như Kiều Anh Mộng nói là sự thật kia ngày thứ bảy đi ra ngoài trước một canh giờ. Tại trọng nham quảng trường bên trên, bản thân thật là có chút phiền phức. Còn chưa phải là phiền phức. Song quyền nan địch bốn tay, những đạo lý này đỗ thiếu phủ tự nhiên là hiểu. Đỗ thiếu phủ tuyệt đối sẽ không tự đại đến. Cho là mình lấy sức một mình có thể đối kháng đồng bảng bên trên hết thầy cường giả đồng thời đỗ thiếu phủ cũng càng thêm không nghĩ đến thời gian kia cái gì trọng nham quàng trường bên trên mình bị kia hết thảy đồng bảng thượng người liên thủ cấp trà đạp một hồi được xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý mời ta gia nhập phân thượng ta đáp ứng gia nhập các ngươi ám tự suy nghĩ một hồi đỗ thiếu phủ nhất thời say người kia nguyên bản không phải quá khuôn mặt dễ nhìn bên trên đột nhiên liền biến hóa đầy mặt mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng rồi Kiều Anh Mộng. Một tay nhiệt tình rơi vào Kiều Anh Mộng trên vai, kề vai sát cánh. Như là lão bằng hữu một loại nói, chúng ta bây giờ một đội ngũ, một đoàn đội rồi. Bằng không trước hảo nghiên cứu một chút. Bước tiếp theo nên thế nào đối phó những đồng bảng đó bên trên ra hỏa đi. Nhìn thấy đỗ thiếu phủ dĩ nhiên trực tiếp bắt tay ôm vào rồi Kiều Anh Mộng đầu vai. Kiều Anh mộng tự hồ là còn không có quá cự tuyệt. Điều này làm cho cách đó không xa hứa Sở Vân kia ám tự âm trầm ánh mắt. Càng thêm âm trầm một chút, một tia hàn mang lặng yên bôi qua song đồng. Này trở mặt trở nên so lên lật sách còn nhanh a à. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ lúc này kia nhiệt tình thái độ, hắc phán ánh mắt ngẩn ngơ. Lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Anh mộng tự hồ không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ bỗng nhiên thái độ sẽ biến hóa lớn như vậy sau đó minh mâu nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ nói thả lập tức mở móng vuốt của ngươi bằng không ta đối với ngươi không khách khí chớ dữ dội như vậy nam nhân bà tìm không được nhà chồng cần phải ôn nhu một chút đỗ thiếu phủ cười hắc hắc nhìn kiều anh mộng kia chặt chừng xong mâu ánh mắt lập tức rút tay trở về cũng không muốn giống như hắc phán sẽ bị tàn nhẫn đánh một cước ai cần ngươi lo tiểu sắc lang kiều anh mộng hung hăng trợn mắt nhìn đỗ thiếu phủ một cái hảo, chúng ta bây giờ nếu là ở cùng một chỗ. Vậy nên hảo hảo thương nghị một chút đối phó đồng bảng bên trên những cường giả kia đối sách. Rồi, mục dai dai tiến lên, thanh sinh đẹp tuyệt trần diện mạo, dịu dàng cười. Rất là động nhân, nói rất đúng, chúc mừng hai vị gia nhập. Hứa sở vân tiến lên, làm y thanh thấu, ánh mắt lần thứ hai trở nên ôn nhuận như mộc xuân phong thật mỏng khóe miệng hơi câu dẫn ra cao quý vô câu, mặt mỉm cười, mặc dù có ngạo khí, nhưng là khiến người ta cảm thấy khí chất đó vô cùng thân cận. Mà lúc này Hứa Sở Vân trong lòng, nhưng là vô cùng phức tạp. Nhìn Kiều Anh mộng cùng kia Đỗ thiếu phủ, trong lòng sẽ không tùy âm trầm lên. Kiều Anh mộng thế nhưng hắn chính đang đeo đuổi đối tượng. Tuy rằng còn căn bản không có theo đuổi được, nhưng ở Hứa Sở Vân trong lòng, Kiều Anh mộng sớm đã là hắn độc chiếm. Ai cũng không thể nhúng tay. Có thể vừa mới kia đỗ thiếu phủ nhưng là cùng hắn độc chiếm liếc mắt đưa tình. Còn kề vai sát cánh kia cử động chính là hắn chưa từng có đã làm a. À. Đặc biệt hứa Sở Vân rõ ràng là thấy. Kiều Anh Mộng dĩ nhiên cũng không có quá mức cự tuyệt đỗ thiếu phủ vô lực. Đây càng nhượng trong lòng hắn vô cùng độ khó chịu.